Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 106, bỏ phiếu. Hoàng hậu nhìn Liên Thị đầy nghi ngờ, tôi hỏi, người nói đi, đã bỏ sót chuyện gì? Liên Thị mỉm cười đáp lời, chính là, Hoàng thượng tuy bệnh nặng, nhưng vẫn đang ở Hy Vi Cung. Hoàng hậu không vui nói, đây không phải lời thừa thãi sao? Chính vì Hoàng thượng đang ở Hy Vi Cung dưỡng bệnh, nên mới cần chọn ra người làm giám quốc. Lời này của Hoàng hậu chẳng khác gì nói rằng nếu Hoàng thượng băng hà thì cần gì phải rắc rối như thế nữa. Thái tử trực tiếp đăng cơ là được. Liên Thị sắc mặt thất kinh, Hoàng thượng dưỡng bệnh ở Hy Vi Cung, ý chỉ cuối cùng của người là để Nhiếp Chính Vương làm giám quốc. Vậy thì, sau khi Nhiếp Chính Vương tiếp chỉ sẽ thực thi quyền lực của Hoàng đế, toàn bộ quyền lực của Hoàng gia sẽ tập trung trong tay Nhiếp Chính Vương. Trong tình cảnh này, Thái tử vẫn là Thái tử, Đại thần vẫn là Đại thần, không có gì thay đổi. Bây giờ Nhiếp Chính Vương xảy ra chuyện, giả như Nhiếp Chính Vương không may qua đời, thì trong trường hợp không có ai chỉ định người làm giám quốc, vậy theo quy định từ xưa, sẽ do người có địa vị cao nhất trong hậu cung chỉ định. Bây giờ người có địa vị cao nhất hậu cung không phải là Hoàng Thái Hậu, mà là Thái Hoàng Thái Hậu ở Hán Sơn. Vì vậy, thần nữ đề nghị, có thể mời Lê Bộ Thượng Thư và Lễ Thân Vương đích thân đến Hán Sơn xin ý chỉ chọn người giám quốc do chính Thái Hoàng Thái Hậu chỉ định, như vậy cũng tránh khiến mọi người tranh cãi gây mất hòa khí đồng liêu. Hạ thừa tướng nghe xong những lời này thì tức sôi máu, trước khi ra ngoài, ông ta đã nói rõ ràng với bà để bà nói đỡ cho Thái tử, áp chế An Thân Vương, dẫn dắt tư tưởng của các đại thần, không ngờ bà ta lại nhắc đến Thái Hoàng Thái Hậu, cuộc tranh luận này còn phải tiếp tục thế nào đây? Hoàng Thái Hậu vốn đã không thích Liên Thị, nhưng nghe bà nói vậy lại không thể không khen ngợi bà. Không sai, theo luật xưa nay, trong tình huống này, cần đến chỉ thị của người có địa vị cao nhất hậu cung, vốn dĩ nếu hôm nay tranh cãi không thành thì chắc chắn bà sẽ là người phải đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ Liên Thị đã nhắc đến Thái Hoàng Thái Hậu, vậy thì Hoàng Thái Hậu là bà có thể làm người ngoài cuộc, không ai có thể ép được bà nữa. Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng, việc Thái Hoàng Thái Hậu ở Hán Sơn, ai biết được là thật hay giả. Rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, tang lễ của Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã được tổ chức xong xuôi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liên Thị mỉm cười, Hoàng hậu nương nương, mặc dù nói vậy, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu sau khi có tin qua đời đã từng quay về cung, rất nhiều người đều đã nhìn thấy, thần nữ tin rằng Thái Hoàng Thái Hậu chỉ giả chết ở ẩn mà thôi. Vốn dĩ có rất nhiều người không tin chuyện Thái Hoàng Thái Hậu qua đời. Vì khi hạ huyệt chỉ có chiếc quan tài trống rỗng, các quan đại thần đến nhìn dung mạo quá cố của người cũng chỉ nhìn thấy một bộ y phục của Thái Hoàng Thái Hậu. Lương Thái Phó vẻ mặt không cảm xúc lên tiếng, vốn tưởng phu nhân sẽ đưa ra kiến giải đặc sắc thế nào, ai ngờ lại nói đến câu chuyện hoang đường này, xem ra, phu nhân không còn là người thông minh được Hoàng thượng khen ngợi ngày đó nữa, mà bây giờ chỉ còn suy nghĩ ngu ngốc của nữ nhân thôi. Liên Thị khẽ cúi người, thần thiếp vốn là nữ nhân. Những điều nói ra đương nhiên là suy nghĩ của nữ nhân, tướng gia cất nhắc cho thần thiếp lên tiếng, thần thiếp tự biết mình không có tư cách này, nhưng đàn bà xuất giá theo chồng, thần thiếp chỉ có thể nghe theo mà thôi. Nói cách khác, bà đứng dậy lên tiếng chỉ là nghe theo ý của hạ thừa tướng, còn về điều hạ thừa tướng ban đầu muốn bà ta nói, mọi người đều không biết, nhưng nhìn sắc mặt của hạ thừa tướng, thì có thể thấy rằng những gì bà ta nói chắc chắn không phải những gì mà ông ta đã yêu cầu. Hoàng Thái Hậu chậm rãi nói, ta tin những người ngồi đây đều có những hoài nghi về tung tích của Thái Hoàng Thái Hậu, đại tang ngày trước không có thi thể của Thái Hoàng Thái Hậu đã có người hiêm nghỉ ngờ vực, đến sau này lại dây dưa đến việc A Xà cô nương biến thành rắn bắt Thái Hoàng Thái Hậu đi, thực sự nực cười. Sự thật đúng như lời phu nhân nói, Thái Hoàng Thái Hậu đang ở ẩn tại Hán Sơn, sống những ngày tháng thanh tịnh, bây giờ triều đình rơi vào cảnh khốn đốn, ai ra cũng nghĩ đây là lúc cần đi xin ý chỉ của người. Lời này của Hoàng Thái Hậu đã khiến tất thảy đều kinh ngạc, thực ra trong lòng nhiều người biết rõ, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn sống, chỉ là người vẫn luôn ẩn cư mà thôi. Hoàng hậu bật cười một tiếng, nói, mẫu hậu, nếu Thái Hoàng Thái Hậu đã muốn quy ẩn, thì ắt hẳn là người không còn muốn quản chính sự nữa rồi, nếu bây giờ vì chuyện này mà gây phiền nhiễu đến người, thì chính là bất hiếu, chắc chắn Hoàng thượng cũng đồng ý không muốn làm phiền đến người, việc chọn ra người quản lý đất nước, nói dễ không dễ. Mà khó cũng không khó, các vị ngồi đây đều là trọng thần đương triều, không bằng để các vị tiến cử người phù hợp, sau đó bỏ phiếu, người có phiếu cao nhất sẽ được chọn. Giải quyết một cách công bằng. Hoàng hậu vừa nói dứt lời, Lương Thái Phó liền vội vã quỳ xuống, thần đồng ý. Cái quỳ gối của Lương Thái Phó chính là sự dồn ép cuối cùng, bè lũ thái tử đều lần lượt quỳ xuống, chúng thần cũng đồng ý.
Hạ thừa tướng cũng bước ra khỏi hàng nói, Hoàng Thái Hậu, thần cho rằng Hoàng Hậu nương nương nói rất có lý. Trước kia Huệ Hoàng đế luôn lấy nhân, hiếu để trị quốc, Huệ Hoàng đế vô cùng hiếu thuận với Thái Hoàng Thái Hậu, trên triều đường cũng luôn nói Thái Hoàng Thái Hậu cả đời vì triều Đại Chu, chưa từng có một ngày yên bình, bây giờ người đã giả chết quy ẩn, chính là không còn muốn can dự vào chuyện triều chính nữa, nếu như bây giờ vì chuyện triều chính mà làm kinh động đến người, quả thực không thích hợp. Cả đám người đông nghịt đang quỳ đều là bè lũ của thái tử. Hoàng hậu sớm đã sàng lọc qua danh sách nhập cung hôm nay, số lượng bè phái của thái tử chiếm nhiều nhất, cho nên những kẻ quỳ xuống thỉnh cầu kia đều sẽ cho thái tử một phiếu. Lương thái phó thấy Hoàng Thái Hậu vẫn chưa trả lời, liền quỳ xuống, cúi đầu bi thảm kêu lên, xin Hoàng Thái Hậu hãy suy nghĩ cho vận mệnh Đại Chu, nếu không nhanh chóng chọn ra người giám quốc thì cảnh hòa hiệp này không thể tiếp tục được nữa. Nếu bây giờ không lên tiếng chen ngang thì chúng thần chính là tội đồ của Đại Chu. Chúng thần mà ông ta nói đến, thực chất là ám chỉ Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu vừa buồn bã vừa tức giận, bà nhìn chằm chằm Lương Thái Phó, nhưng lại không thể làm gì. Ngoại giao giữa hai nước vô cùng quan trọng, Hoàng Thái Hậu hiểu rõ điều này, lời nói của ông ta đồng nghĩa với uy hiếp, vì nếu không nhanh chóng chọn ra người phù hợp, ông ta chắc chắn sẽ gây khó dễ, phá hoại quan hệ giữa hai nước. Ông ta đang bức vua thoái vị. Thái tử vẫn ngồi yên trên ghế, nghe Lương Thái Phó nói xong, hắn mới chậm rãi quỳ xuống, Hoàng Tổ Mẫu, cháu tuy không tài đức, nhưng cũng biết hai nước chung sống hòa bình đối với muôn dân bách tính là sự may mắn lớn biết bao, nếu như xảy ra sự cố gì, cháu cũng không có mặt mũi đi gặp tổ tiên, chắc chắn sẽ lấy cái chết để tạ tội. An Thân Vương tức giận, đang định lên tiếng thì thấy Kỳ Vương ra nắm tay áo ông, nói khẽ không được. An Thân Vương lặng người. Quay đầu nhìn Kỳ Vương gia, trong ánh mắt ngập tràn hoài nghi. Kỳ Vương gia bất lực nhìn ông ta một cái, ánh mắt mang theo quá nhiều điều bên trong nó. An Thân Vương hơi kinh ngạc, ông ngồi xuống, nghe thấy Kỳ Vương gia khẽ than thở, hắn có thư từ qua lại với Hoàng đế Bắc Mạc chúng ta. An Thân Vương biết điều đó có nghĩa là gì, điều này nghĩa là, Thái Phó sớm đã câu kết với Hoàng đế Bắc Mạc, mà Hoàng đế Bắc Mạc lại lén lút tiếp xúc với thần tử Đại Chu. Hơn nữa lại là Thái Phó đương triều, điều này chứng tỏ chúng chắc chắn có dã tâm. Chẳng trách Kỳ Vương gia lại đến Đại Chu trước. Dưới sự dàn trận uy hiếp của Thái Phó và Hoàng hậu, càng ngày càng có nhiều người trung lập ủng hộ cách thức bỏ phiếu. Nhưng muốn bỏ phiếu thì phải chọn ra ứng viên có thể đối chọi được với Thái tử. Trừ Thái tử ra, các vương gia khác cũng đều không có ham muốn theo đuổi quyền lực. Các hoàng tử của phi tần khác thì không dám bước ra, vậy mà có người đã đề cử Lương Vương. Người đề cử Lương Vương chính là Mộ Dung Tráng Tráng vừa mới đặt chân tới. Nàng rảo bước đi vào, nói, bản cung đến muộn, mong các vị lượng thứ, bản cung vừa nghe mọi người nói muốn bỏ phiếu bầu ra người phù hợp làm giám quốc, không biết thân làm trấn quốc công chúa đây có quyền đưa ra một đề cử hay không. Nếu có, bản cung xin tiến cử Lương Vương, người là con trai trưởng của Hoàng đế, từ nhỏ đã thông minh sáng suốt, cũng được Hoàng đế yêu thích. Chương 107, Nhiếp Chính Vương tới. Câu nói của Mộ Dung Tráng Tráng, khiến tất cả mọi người có mặt tại đó không biết nói gì. Danh tiếng của Lương Vương rất tồi tệ, tàn bạo, lạnh lùng, ngược đãi thê thiếp, quả thực là danh tiếng bại hoại, tệ đến mức khó tin. Hoàng hậu thực sự không ngờ Mộ Dung Tráng Tráng lại đề cử Lương Vương, nhất thời không nói gì. Chỉ có thái tử lạnh lùng đáp lại, lời này của đại công chúa thực sự khiến người ta khó hiểu, không phải bản cung đây không tôn trọng huynh trưởng. Mà là bất kỳ vị hoàng thúc hay hoàng tử nào ngồi ở đây đều tốt hơn huynh ấy. Mộ Dung Tráng Tráng cũng không thể phản bác lại, nàng chỉ tạm thời ứng biến, vì chỉ có Lương Vương là con ruột của hoàng hậu, như vậy hoàng hậu mới không phản đối. Nhưng hiển nhiên là nàng cũng sai rồi, dù gì thái phó cũng không thể lập Lương Vương, vì Lương Vương cùng một bè với Nhiếp Chính Vương. Nhưng Mộ Dung Tráng Tráng đã đưa ra tiến cử rồi thì coi như đã có cạnh tranh, cuộc bỏ phiếu chính thức được bắt đầu. Nhưng kết quả cũng đúng như dự đoán của tất cả mọi người, thái tử thắng đa số. Lương Thái Phó ngồi đó, đôi mắt híp để lộ ra tia đắc ý, chòm râu bên mép rung rung, kéo lên một nụ cười thâm sâu. Thái tử năm được quyền lực, chính là thái phó ông được quyền, sau này khống chế được thái tử, cũng chính là khống chế được cả Đại Chu. Thái tử vui mừng ra mặt, hắn quỳ lạy trước Hoàng Thái Hậu, cháu nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của Hoàng Tổ Mẫu và Phụ Hoàng, lấy giang sơn xã tắc. Bách tính Đại Chu làm tâm, cân chính yêu dân, quảng độ nhân từ. Đôi mắt Hoàng Thái Hậu tối sâm không rõ, thái tử ghi nhớ được là tốt. Giọng nói của bà lộ rõ vẻ mệt mỏi bất lực, bà biết rõ hậu quả nếu để quyền triều chính rơi vào tay thái tử,
Hoàng đế lúc bệnh nặng đã từng nói, nếu thế lực của thái phó không tan rã, thái tử không thể đăng cơ nắm quyền, khi ấy nhiếp chính vương mới có thể quản lý đất nước. Thái hoàng thái hậu ơi, người không cho thân thiếp một con đường thông suốt được sao? Đã chọn ra được người nắm quyền rồi, người đó có thể dùng thân phận giám quốc để tiếp tục hiệp ước hòa bình với Bắc Mạc Kỳ vương gia. Đúng lúc thái tử đang định đóng ấn thái tử thì nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên, Nam Hoài vương tới. Các quan lại đều cúi đầu, chỉ thấy Nam Hoài vương dẫn theo mấy người phía sau rảo bước tiến vào, mặt hắn tái xanh, lửa giận phừng phừng, còn chưa dừng bước đã hướng thẳng về thái tử nghiêm giọng nói, khoan đã, ngươi không có quyền làm chủ triều đình. Thái tử tức giận đáp, Nam Hoài vương, ngươi dám tùy tiện xông vào cung. Nam Hoài vương lạnh lùng trả lời, bản vương không hề tùy tiện xông vào cung, hoàng thái hậu đã gửi thiệp mời từ lâu, bản vương là khách mời tối nay. Hắn sải bước tiến đến, đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói vang vang, các vị, bản vương không cố ý đến muộn, mà là nhận được thư báo nên đã đi điều tra một chuyện trước. Lương thái phó bất mãn hỏi, người điều tra chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả việc ký kết hiệp ước đồng minh với Bắc Mạc thế? Nam Hoài vương nheo mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng như loài rắn độc, nhưng khuôn mặt lại đầy hận thù và phẫn nộ, thái phó, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn ký kết hiệp ước với Bắc Mạc cả, nhưng người nắm quyền triều chính không thể là hung thủ giết người. Một lời nói ra, tất cả kinh động. Thái tử giận đến mức toàn thân run rẩy, Nam Hoài vương, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Bản cung là hung thủ giết người khi nào? Ngươi đừng có đứng đây khua môi múa mép. Nam Hoài vương lạnh lùng nói, bản vương có khua môi múa mép hay không, lát nữa là biết thôi. Nói xong, hắn võ tay, nói, mang lên đây. Ngay lập tức, các thị vệ áp giải mấy người đi lên. Mấy người này mặc giáp, trên mặt có vết thương, có thể thấy là đã bị dùng hình. Nghiêm Vinh và một số thị vệ thân cận của vương phủ cũng đi lên, vết thương của Nghiêm Vinh còn chưa lành, đi lại vẫn cần có người đỡ. Hoàng Thái Hậu ngạc nhiên hỏi, Nam Hoài Vương, những người này là ai? Nam Hoài Vương chắp tay trả lời, bẩm mẫu hậu, thị vệ của vương phủ đã xác nhận, đây là những kẻ hôm đó đã mai phục sát hại Hoàng Huynh. Cái gì? Hoàng Thái Hậu kinh ngạc vô cùng, kẻ mai phục sát hại A Khanh sao? Các quan đều ngạc nhiên, ánh mắt nghi ngờ hướng về mấy kẻ đó. An Thân Vương nhìn Nghiêm Vinh, Nghiêm Vinh tiến lên trước một bước, nói, thưa Hoàng Thái Hậu, vi thân nhận ra mấy kẻ này chính là những người đã phục kích chúng thân. Lương Thái Phó cười nhạt, Nam Hoài Vương, mấy tên phục kích nhiếp chính vương thì có liên quan gì đến thái tử? Nam Hoài Vương nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng, qua quá trình thẩm vấn, chúng đã khai ra kẻ đứng đằng sau sai khiến. Lương Thái Phó sững sờ. Rồi ngay lập tức cười lớn, nực cười, quá mức nực cười, chẳng nhẽ vương gia muốn chỉ ra kẻ đứng sau sai khiến chính là bản cung và thái tử sao? Người muốn mưu hại thái tử, mưu hại bản cung thì cũng phải mang bằng chứng xác thực ra đây, tùy tiện tìm mấy người rồi nói là do bản cung và thái tử xúi dục, người tưởng rằng mọi người ở đây đều là đồ ngốc để tùy ngươi dắt mũi sao? Nam Hoài vương bật cười lạnh lùng, rồi rút từ trong tay áo ra một bức thư, khua khua trước mặt Lương Thái Phó, sau đó trình lên Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu, đây là bức thư tìm được trên người thích khách, người hãy tìm đại học sĩ để kiểm chứng xem, đây là nét bút của ai. Khi Lương Thái Phó nhìn thấy bức thư thì mặt mày biến sắc, không thể nào, thư là do ông ta tự đặt bút viết, gửi cho tên thủ lĩnh mai phục, nhưng, hiện giờ đang quỳ ở đây không có kẻ nào là do ông ta tìm đến cả. Hơn nữa, tất cả thích khách mà ông ta tìm cũng đều đã rời khỏi kinh thành rồi. Không đúng. Nghiêm Vinh đã xác nhận những thích khách đó chính là những người đã phục kích nhiếp chính vương tối hôm ấy, Nghiêm Vinh sẽ không phối hợp với Nam Hoài vương đâu, nếu nói như vậy, đám người này chính là những người đã bất ngờ xuất hiện vào tối đó. Lương Thái Phó đột nhiên ngỡ ra, nhìn chừng chừng Nam Hoài vương, thì ra nhóm thích khách thứ hai xuất hiện tối hôm đó là người của Nam Hoài vương, không, vậy thì ngay cả những thích khách hắn tìm đến đều là người của hắn. Nếu không, sao có thể để lộ thông tin cho người của Nam Hoài Vương biết được chứ? Hơn nữa, lá thư đó làm sao rơi vào tay chúng được? Nhưng, cũng không đúng, lúc đó Nam Hoài Vương còn chưa trở về kinh thành, hắn không kịp bố trí lực lượng, vậy thì là ai? Khuôn mặt Quý Thái Phi hiện lên trong đầu ông ta, khiến ông ta run sợ, chẳng nhẽ là bà ta sao? Hoàng Thái Hậu xem bức thư xong thần sắc thay đổi hẳn, nội dung trong bức thư nhắc đến việc mai phục nhiếp chính vương một cách cụ thể. Còn nhắc đến thái tử, bên trên có đồng ấn của thái phó. Ngón tay Hoàng Thái Hậu hơi run, nếu nội dung bức thư này không nhắc đến thái tử thì bà sẽ cho người đi kiểm chứng nét bút ngay lập tức. Nhưng,
đã đề cập đến thái tử, bà không thể công khai như vậy được. Nhưng cũng không thể không công khai, bách quan văn võ đang theo dõi, ngay cả Bắc Mạc Kỳ Vương gia cũng ở đây, dù thế nào cũng không thể che giấu được. Khóe miệng Nam Hoài Vương cong lên thành một nụ cười lạnh, hắn bước thẳng đến, lướt qua thái tử mặt mũi trắng bệch, đứng trước mặt Hoàng Thái Hậu, trong tay nắm một tờ giấy khác, mẫu hậu, nhi thần tự tiến cử, tạm thời đảm nhận vị trí giám quốc. Hoàng Thái Hậu dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, bà hiểu rõ ý hắn, nếu bà đích thân hạ ý chỉ thì có thể lật ngược quyết định ban nãy. Chỉ khi nào bà hạ ý chỉ, vậy thì, thứ được công khai trước mặt các đại thần sẽ là tờ giấy đang nằm trong tay hắn, từ đó có thể đảm bảo cho thái tử. Thì ra, Tôn Công Công đoán không hề sai, hắn thực sự đã mang dã tâm quay trở về, bà đã quá ngây thơ mất rồi. Hoàng Thái Hậu cứ nhìn chằm chằm Nam Hoài Vương, cười nhạt một tiếng, giận dữ gần giọng nói, ai ra đánh giá thấp ngươi rồi. Nam Hoài Vương mỉm cười, mẫu hậu khen vậy làm nhi thân sợ. Hoàng Thái Hậu đứng dậy, thân thể khẽ run, Tôn Công Công vội vàng đỡ lấy, bà nhìn xuống mọi người nói, Tôn Công Công, truyền chỉ. Hoàng Hậu ngạc nhiên đứng dậy. Vội vã nhìn Lương Thái Phó, thấy Lương Thái Phó mặt mày tối sầm, bà ta cũng bị dọa cứng người. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài truyền đến tiếng hét của Thái Giám, Nhiếp Chính Vương tới. Chương 108, cảnh Thái Bình giả tạo. Giây phút ấy, hầu như tất cả mọi người đều đứng dậy nhìn ra ngoài điện. Một nhóm thị vệ vây quanh một nam tử mặc triều phục Nhiếp Chính Vương màu đen, bốn góc có hoa văn rồng bay uốn lượn đi tới, hắn bước đi thẳng tắp, dáng bộ thong dong. Bên dưới chiếc mũ đai ngọc là một gương mặt lạnh lùng như băng, dường như đối với hắn, lần nào vào cung cũng đều giống nhau, chẳng có gì đặc biệt. Đi cùng hắn là người đã cùng mất tích Hạ Thương Mai, bên cạnh Hạ Thương Mai là Tiêu Thác và Tô Thanh, bọn họ hơi đi lui lại phía sau, đằng sau bốn người và các thị vệ bước đi đông đều được đào tạo bài bản. Nghiêm Vinh kích động xông lên, vương ra. Mộ Dung Khanh võ vài y, lùi xuống trước đi. Nghiêm Vinh lùi lại một bước, vâng. Nhưng vẫn khó giấu được nét mặt kích động. Nụ cười trên khuôn mặt Nam Hoài Vương dần dần biến mất, thay vào đó là ánh sáng như loài rắn độc, nhưng hắn ngay lập tức lại nở nụ cười, nhanh chân bước đến, Hoàng Huynh, Huynh bình an trở về thực sự tốt quá. Mộ Dung Khanh dừng bước, dừng dưng liếc qua hắn, người quay lại rồi à? Vâng, thần đệ đã trở về rồi. Nam Hoài Vương nhìn hắn với vẻ vui mừng khôn xiết, dường như việc hắn bình an quay về là một chuyện vui lớn đối với y. Lương Thái Phó nhìn Mộ Dung Khanh, cả đời ông ta chưa từng thử trải qua cảnh tượng như bây giờ, vui vẻ đón mừng sự xuất hiện của Mộ Dung Khanh. Hoàng hậu cũng như vậy, thở phào một hơi dài. Mặc dù việc Mộ Dung Khanh quay về sẽ làm hỏng hết mưu đồ của bà ta trong thời gian này, nhưng ít ra còn hơn là để quyền giám quốc rơi vào tay Nam Hoài Vương, vì bây giờ Mộ Dung Khanh vẫn chưa thể hiện ra ham muốn theo đuổi hoàng vị. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, Mộ Dung Khanh trở về. Tức là sẽ hình thành nên cục diện một đất có ba hổ, như vậy sẽ càng khó giải quyết hơn so với ngày trước chỉ đối phó riêng với Nhiếp Chính Vương. Nhưng cho dù thế nào, cửa ải này coi như đã vượt qua được rồi. Nhiếp Chính Vương chưa chết, ý chỉ dành cho Nam Hoài Vương ban nãy chưa được thành lập, các chứng cứ bây giờ cũng nằm trong tay Hoàng Thái Hậu, chắc chắn sẽ không bị công khai, Mộ Dung Khanh biết các mối quan hệ mật thiết, nên trước mắt chắc chắn sẽ không phế thái tử, vậy nên bức thư này cũng không thể công khai. Phu nhân Nguyệt Nhung nhìn thấy Thương Mai, liền che miệng hét lên, không thể nào, sao cô ta lại chưa chết? Rất nhiều người nghe thấy câu này đều lũ lượt hướng cái nhìn kinh ngạc về phía phu nhân Nguyệt Nhung, lời này nói ra thực sự không thích hợp chút nào. Thương Mai cũng nghe thấy câu này, nhưng cô không nhìn bà ta mà nhìn Liên Thị ngồi bên cạnh bà ta, khẽ gật đầu với Liên Thị. Liên Thị dường như đã biết trước cô bình an vô sự nên không tỏ ý ngạc nhiên gì, cũng chỉ mỉm cười gật đầu lại với cô. Mấy người bước lên khấu đầu trước Hoàng Thái Hậu kích động đến mức hai mắt đỏ hoe, kéo tay Mộ Dung Khanh, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Mộ Dung Khanh nhìn Hạ Thương Mai một cái đầy ẩn ý, có quý nhân giúp đỡ thì cho dù có đứng trước điện Diêm Vương cũng không bước vào được. Hoàng Thái Hậu nhìn hắn vô cùng kinh ngạc, lại nhìn sang Thương Mai, lập tức hiểu ra, thì ra, trong thư Lão Thái Hậu nhiều lần nhắc đến Hạ Thương Mai, không phải là không có lý do. Mộ Dung Khanh đỡ Thái Hậu ngồi xuống. Áo choàng hất lên, quay người lại, hắn đứng trên thềm đá, như thần tiên hạ phàm, uy nghi bức người. Các quan lại đều quỳ xuống dập đầu, thần tham kiến Nhiếp Chính Vương gia. Mộ Dung Khanh nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt Lương Thái Phó. Lương Thái Phó là quan nhất phẩm đường triều, không cần phải quỳ xuống trước một vương gia đang tạm nắm giữ quyền lực của hoàng đế, mà chỉ cúi người hành lễ.
hắn hơi ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, đây là lần đầu tiên Lương Thái Phó đối diện với Nhiếp Chính Vương, khí thế thua kém hơn nhiều, chỉ liếc nhìn qua rồi lại cúi đầu xuống ngay. Thương Mai nhìn đám người đông nghịt bên dưới, lại cảm nhận được cảm giác đầy áp bức tỏa ra từ trên người hắn, cô tự động lùi lại hai bước, giữ khoảng cách nhất định với hắn. Đứng dậy hết đi, Mộ Dung Khanh trầm giọng nói. Bách quan đứng dậy, Mộ Dung Khanh khua tay, ý nói mọi người tiếp tục tham gia yến tiệc, các quan lần lượt cúi người, sau đó ngồi xuống bàn. Mộ Dung Khanh ngồi bên cạnh Hoàng Thái Hậu, cung nhân vội vàng dọn bàn, bày thức ăn, Tiêu Thác và Tô Thanh đã ngồi xuống vị trí mà bọn họ nên có, Thương Mai định bụng rời đi. Mộ Dung Khanh lại đưa tay gọi cô lại, Thương Mai, nàng ngồi với bản vương đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Thương Mai, dường như ai cũng đã nhìn thấy cô khi cô lên tiếng hủy hôn ngày đó, lúc ấy mặc dù cảm thấy cô rất đáng thương, nhưng cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt hóng chuyện mà thôi. Nhưng, ai cũng không nghĩ đến thiếu nữ khổ sở đáng thương đó bây giờ đang đứng bên cạnh Nhiếp Chính Vương. Hôm đó, cô cởi bỏ khăn trùm đỏ, mạnh mẽ ngoan cường, trên đầu đeo đầy đồ trang sức, khoác trên người hỷ phục bằng lụa quý giá, nhưng từ lời nói của cô vẫn nghe ra được số phận éo le, trong phủ chịu đựng đủ mọi giày vò, vô cùng đau khổ. Hôm nay, cô mặc một bộ đồ đen vải thôi, tùy tiện búi tóc lên, trên đầu chỉ cài một chiếc châm đơn giản, không hề có một thứ trang sức dư thừa nào khác, nhưng cô vẫn toát ra vẻ cao quý nổi bật như vậy, khí chất không hề tầm thường. Ai tin ý thì có thể nhận ra được, khí chất này cực kỳ giống với Liên Thị khi còn trẻ. Hạ Oanh Nhiễm siết chặt nắm tay, ánh mắt hận thù dính chặt lấy Thương Mai, vừa rồi khi tuyên bố hôn sự của nàng ta và thái tử, lại chẳng có mấy ai để ý, cho dù có nhìn nàng ta thì cũng chỉ là lướt qua, nàng ta dường như không hề cảm thấy được chú ý. Nhưng Hạ Thương Mai chỉ đứng đó thôi, đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người, thậm chí có người còn thốt ra âm thanh kinh ngạc. Tâm trạng Hạ Thừa Tướng vô cùng phức tạp, ông không ngờ Hạ Thương Mai và Mộ Dung Khanh vẫn còn sống, hơn nữa hai người còn cùng nhau quay về, Nhiếp Chính Vương để cô ngồi bên cạnh mình, xem ra hôn sự này đã được quyết rồi. Trong lòng ông ta dâng lên cảm giác sợ hãi, sự sợ hãi này xen lẫn với một cảm giác gần giống như hối hận, nếu như biết trước được cô có thể đi đến bước này thì những năm đó ông đã không bỏ qua cô như thế. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, không có ân tình mà chỉ toàn là thù hận. Có một người mạnh mẽ hận mình là một sự uy hiếp tiềm tàng, ông không thể giữ sự uy hiếp này lại. Nếu ông ta không sử dụng đến thì nó phải bị đào thải. Nam Hoài Vương cũng ngồi xuống, sắc mặt hắn không hề thay đổi, giống như hắn chưa từng thèm muốn vị trí giám quốc này vậy. Khi Mai Phi thấy Mộ Dung Khanh trở về thì cũng đã yên tâm. Ít nhất thì có thể tạm thời giữ cho mình một con đường sống. Bà nhìn Thương Mai, trong lòng đã có tính toán riêng. Bà vô thức nhìn sang Nghi Phi ngồi bên cạnh, Nghi Phi dung mạo trầm lắng, nhưng trong đáy mắt có thể thấy lửa giận đang dâng lên, Hạ Thương Mai đã biết bí mật của bà ta nhất định phải nghĩ cách giết Hạ Thương Mai, Mai Phi nghĩ đến đây, trong lòng như đã định chắc con đường tiếp theo mình phải đi. Sau khi Mộ Dung Khanh và Thương Mai ngồi xuống, nhìn về phía Kỳ Vương gia, ánh mắt lạnh lẽo dần dần thu lại, thay vào đó là nụ cười vẽ lên bên khóe miệng, Kỳ Vương gia, bản vương đã mong chờ ngài vào cung rất lâu rồi đấy. Kỳ Vương gia thoải mái trả lời, Nhiếp Chính Vương, bản vương nhìn thấy ngài, trong lòng coi như đã yên tâm được rồi, hòa ước này, phải có ngài ký kết, bản vương mới yên lòng. Mộ Dung Khanh giả vờ không biết gì liên nói, Kỳ Vương, bản vương có ở đây hay không thì hiệp ước với Bắc Mạc vẫn phải tiếp tục, hai nước bang giao hòa hảo, ra sức thúc đẩy hai nước cùng phát triển, là quốc sách tốt, bản hiệp ước này, ai quyết cũng vậy thôi, ý nghĩa vân không thay đổi, là thấy hòa bình và phát triển làm tôn chỉ. Khi hắn nói lời này thì nhìn sang thái tử hôm nay chột dạ, thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn thì lập tức cúi đầu không dám nhìn nữa. Kỳ Vương gật đầu, cảm động nói, đúng vậy, một quốc sách tốt, phải tiếp tục duy trì về sau. Mộ Dung Khanh chỉ vào mấy tên thích khách bên dưới, hỏi, mấy kẻ này là sao? Tại sao lại quỳ ở đây? Chương 109, giết người vô hình. Nam Hoài Vương vội đứng dậy, Hoàng Huynh, mấy người này là do thần đệ đưa vào cung. Bọn họ chính là người đã ám sát Hoàng Huynh hôm đó. Nhiếp Chính Vương nhếch miệng, còn hỏi với giọng điệu châm biếm, người đã ám sát bản vương. Nam Hoài Vương bỗng nói, đúng vậy, sau khi thần đệ về kinh đã tiện tay điều tra chuyện Hoàng Huynh bị người khác ám sát, đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng để cho thần đệ điều tra ra được hung thủ. Nam Hoài Vương nhìn Hoàng Thái Hậu ở phía sau rồi nói,
hơn nữa sau khi thần đệ lục soát ra được lá thư của kẻ đứng sau ở trên người hung thủ, đệ đã giao nó cho mẫu hậu. Lúc hắn nói câu này, đã nhìn chằm chằm thái tử và lương thái phó với ánh mắt hung ác, vẻ mặt hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, ẩn chứa sự căm hận như kẻ thù, chỉ với ánh mắt này cũng đủ làm cho quân thần suy đoán thái tử và lương thái phó là hung thủ ám sát. Hôm nay dù không hạ bệ được quyền chủ chánh giám quốc, nhưng dựa vào lá thư trong tay hoàng thái hậu, cũng có thể làm tan rã một phần thế lực của lương thái phó. Hắn cho rằng, chắc chắn Mộ Dung Khanh sẽ công khai lá thư này ra, trong lòng hắn đã sớm khẳng định, lương thái phó là người phái hung thủ tới, nên Mộ Dung Khanh sẽ không thể nào buông tha người đã ám sát mình được. Mộ Dung Khanh nhìn hoàng thái hậu, bà do dự một lát rồi đưa lá thư cho hắn, nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu. Mộ Dung Khanh đón nhận ánh mắt đó, mọi người đều đang nhìn hắn, kể cả hoàng hậu, tim hoàng hậu đã nhảy lên tới cuống họng, đập thình thịch, ngay cả Thương Mai đang ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Nam Hoài Vương đắc ý nhìn Mộ Dung Khanh, chỉ đợi hắn ra lệnh kiểm chứng nét chữ. Hôm nay bất luận thế nào, thì hắn cũng sẽ không thua cuộc, mà chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó. Nhưng Mộ Dung Khanh lại làm ra hành động mà không ai có thể ngờ tới, đó là xé lá thư kia đi, rồi tiện tay đưa cho Thương Mai, khi nào về thì vứt đi giúp ta. Vâng, Thương Mai nhận lấy, cô cũng hơi bất ngờ về hành động của hắn, cô vốn tưởng rằng hắn sẽ nhân cơ hội này dạy cho Lương Thái Phó và Thái Tử một bài học, nhưng không ngờ hắn lại xé chứng cứ, bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế, hắn có biết mình đang làm gì không? Thương Mai nhìn hắn hơi khó hiểu, với đầu óc của hắn, sao có thể không nghĩ tới lợi ích của việc giữ lại lá thư này chứ? Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, đây chỉ là lời nói vô căn cứ, mặc dù lá thư này có đóng con dấu của Lương Thái Phó, nhưng bản vương biết rõ nét chữ của Thái Phó, lá thư này là giả mạo. Hoàng Thái Hậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Hoàng Hậu cũng vươn tay chống lên mặt bàn, vuốt lại trái tim mình. Sắc mặt Nam Hoài Vương nhất thời trở nên rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Khanh, một lúc sau mới xoay người. Lạnh lùng nói, các ngươi mau giải người lên đây để vương gia thẩm vấn, bắt bọn chúng khai ra kẻ đứng chỉ đạo phía sau. Mộ Dung Khanh nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến mức như băng tuyết rơi xuống trước mái hiên vào mùa đông, thật hồ đồ, đệ không thấy có khách quý đang ở đây à? Những chuyện vặt vãnh thế này, cứ để sau từ từ thẩm vấn là được, giờ còn chuyện gì quan trọng hơn việc tiếp tục thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước chứ? Nam Hoài Vương tiến lên một bước nói, Hoàng Huynh, tất nhiên quan hệ ngoại giao giữa hai nước rất quan trọng, nhưng người dám ám sát nhiếp chính vương đương triều, chính là có mưu đồ xấu, muốn lật đổ triều đình, hơn nữa. Nam Hoài Vương còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng hét thảm thương vang lên ở phía sau, hắn bỗng quay đầu lại thì thấy mấy tên thích khách đã nằm trên vũng máu. Mọi người đều kinh ngạc, có nữ quyến sợ hãi hét toáng lên, che mặt không dám nhìn. Phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm cũng bị dọa sợ. Mấy người đang sống sờ sờ bỗng lăn đùng ra chết, máu trên người còn bắn tung tóe khắp nơi, tướng chết rất đáng sợ, là ai đã làm chuyện này chứ? Mộ Dung Khanh chán ghét nói, các ngươi mau kéo bọn chúng xuống đi, đừng làm bẩn đại điện, rồi quấy rầy khách quý của bản vương. Vâng, thị vệ trong cung vội kéo thi thể xuống dưới. Sắc mặt Nam Hoài Vương nhất thời trở nên rất khó coi, hắn từ từ quay đầu lại nhìn Mộ Dung Khanh, đáy mắt đỏ ửng. Sự căm thù và oán hận không hề che giấu trong đôi mắt cũng dần được hiện ra, mặt hắn hơi vặn vẹo, nhưng lại khẽ cười, nụ cười rất lạnh lẽo, tàn độc. Ở kiếp trước và kiếp này, Thương Mai đã từng thấy không ít người có lòng dạ độc ác, nhưng chưa từng thấy khuôn mặt nào có vẻ mặt phong phú như vậy, mỗi lỗ chân lông thậm chí mỗi tế bào trên mặt hắn ta đều hiện rõ một thông điệp, đó là ta không đội trời chung với ngươi. Hắn cúi người, chắp tay, lùi về sau một bước. Nụ cười tà ác trên mặt vẫn không thuyên giảm mà ngược lại còn cười sâu hơn, được, vậy thần đệ cáo lui. Hắn không dây dưa, cũng không gây khó dễ, mà cứ thế xoay người rời đi, tạo cho người khác một ảo giác hắn chưa từng tới đây. Lương Thái Phó tham vui mừng, đã thoát được một kiếp. Ông nhìn bóng lưng xoay người rời đi của Nam Hoài Vương, trong lòng thầm hiểu rõ tổn hại của mình vào hôm nay, cao thủ dưới tay ông đều chết một cách lặng lẽ ở trong cung, ông phải bàn giao với người bên ngoài thế nào đây? Nếu không có sai sót gì, thì tối nay ông sẽ dẫn mấy người này vào cung, sau khi lấy khẩu cung, bọn họ sẽ có cách giữ lại mạng sống. Nhưng hôm nay mấy người vào cung đều chết hết, bọn họ đều là người trong giang hồ, nên chết hay sống cũng không quan trọng, quan trọng là môn phái và minh đảng phía sau bọn họ, chỉ sợ mấy người này sẽ không dễ dàng làm việc cho ông nữa, trừ khi ông ra giá cao hơn. Rốt cuộc lúc nãy ai là người đã ra tay giết mấy tên thích khách này? Mộ Dung Khanh đang ngồi trên đại điện.
Tiêu Thác và Tô Thanh cũng ngồi ở vị trí khá xa với thích khách, ở đây gần như không có ai là người của Nhiếp Chính Vương, vậy hắn ra tay bằng cách nào? Nghi vấn của Lương Thái Phó cũng là câu hỏi của rất nhiều hoàng công đại thần ở đây. Nhưng Thương Mai lại biết, cô đang ngồi bên cạnh Mộ Dung Khanh, nên thấy rõ ngón tay hắn dính rượu trong chiếc ly, rồi búng một phát, giọt rượu bay ra ngoài với tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó xuyên qua tim thích khách, phun máu ra ngoài, rồi tất cả chết trong tích tắc. Giây phút đó, trong lòng cô cũng sửng sốt, không ngờ võ công Mộ Dung Khanh lại cao cường đến thế. Mặc dù võ công hắn cao như thế, nhưng tối hôm đó hắn lại bị thương nặng như vậy, có thể thấy màn phục kích đó là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chắc chắn người đứng phía sau tìm cao thủ là những người đứng đầu. Cô có thể nhìn thấy rõ điều này từ sự nguy hiểm tối hôm đó. Trong lúc cười nói, hắn giết chết mấy người này chỉ là chuyện thường tình, sau khi giết xong, vẻ mặt hắn còn tự nhiên như chưa nhìn thấy gì. Thương Mai tự hỏi cô làm quân y trong đội đặc công 8 năm, nhưng từng thấy người nào có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Giết người là phương thức hữu hiệu và khiếp sợ nhất, thậm chí có thể làm hiệp ước đồng minh giữa hai nước tiếp tục được ký kết. Sau khi ký hiệp ước đồng minh với Kỳ Vương gia, Mộ Dung Khanh liền lấy cớ hắn ta đi đường mệt mỏi nên sai người đưa hắn ta và đoàn sứ giả xuất cung. Kỳ Vương gia biết mình phải làm gì, chuyện kế tiếp không liên quan đến hắn, hắn cũng không tiện khi ở lại đây, nên cáo từ. Mộ Dung Thanh tiên Kỳ Vương ra rời đi xong, thì nói với Hoàng Thái Hậu, Mẫu Hậu, thời gian không còn sớm nữa, để Tôn Công Công đưa Mẫu Hậu về cung nghỉ ngơi. Hắn nói xong, không đợi Hoàng Thái Hậu lên tiếng, đã lên tiếng căn dặn Tôn Công Công ngay, người đưa Hoàng Thái Hậu về cung đi. Tôn Công Công đáp, vâng. Ông ta dìu Hoàng Thái Hậu đứng dậy, bá quan đồng loạt quỳ xuống cung tiễn. Thái tử cũng đứng dậy cúi chào, rồi ngồi xuống. Tối nay hắn rất không vui. Hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện đã ổn thỏa, không ngờ lại nhảy ra một Nam Hoài Vương đáng chết, tiếp đó là Mộ Dung Khanh quay về, làm niềm hy vọng của hắn bị hụt hẫng. Hắn không cực kỳ thù hận với Nam Hoài Vương, mà chỉ chán ghét và xem thường hắn ta, còn Mộ Dung Khanh thì ghét cay ghét đắng, bởi vì hắn cho rằng Mộ Dung Khanh mới là chướng ngại duy nhất để hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Dù đã trải qua chuyện ban nãy, hắn vẫn cho là thế. Trong tay Thương Mai cầm một ly rượu, rồi từ từ nhấp một ngụm. Cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản, để che đi những sóng to gió lớn ở trong lòng. Bởi vì Mộ Dung Khanh đã rời mắt nhìn về phía Thái tử. Đúng như dự đoán, Mộ Dung Khanh hỏi Thái tử, nghe nói lúc bản vương đang dưỡng thương, Thái tử từng đến vương phủ để thăm bản vương đúng không? Chương 110, cố ý khiêu khích. Thái tử thấy Kỳ Vương gia đã đi rồi, nên không đóng kịch nữa, mà lạnh nhạt nói, không sai, bản cung đi tới thăm hoàng thúc, có vấn đề gì không? Thái tử dẫn theo 1.000 người ẩn núp xung quanh vương phủ, sao lại nói là đi thăm bản vương? Mộ Dung Khanh nghiêng đầu, nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi mọi người nghe vào, lại cảm thấy đáng sợ như một thanh kiếm sắc bén. Thái tử hừ lạnh nói, không sai, bản cung là dẫn người tới bảo vệ hoàng thúc, nhưng rõ ràng có người không cảm kích, không cho bản cung vào. Không có điều lệnh của bản vương, ai cho phép thái tử điều động 1.000 binh mã? Ai cho ngươi quyền lực đó? Mộ Dung Khanh thay đổi sắc mặt, bỗng lạnh lùng chất vấn. Thái tử sửng sốt, rồi tức giận đứng dậy nói ngay, chẳng phải chỉ là 1.000 binh mã thôi ư. Bản cung là thái tử đương triều, chẳng lẽ điều động 1.000 người cũng phải nhận được sự cho phép của Nhiếp Chính Vương? Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, binh bộ thượng thư đâu? Binh bộ thượng thư vội bước ra khỏi hàng, có thần. Ông mau nói cho thái tử biết, nếu tự ý điều động quá 1.000 binh mã sẽ bị xử phạt thế nào? Binh bộ thượng thư đáp, bẩm vương gia, nếu không có binh bộ điều lệnh hoặc thủ dụ và binh phù của vương gia, mà tự ý điều động quá 1.000 binh mã sẽ giết không tha. Thái tử tức đến đỏ mặt, bản cung là thái tử đương triều, vậy mà ngươi dám giết bản cung. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, không được binh bộ điều lệnh, cũng không có thủ dụ và binh phù của bản vương ở trong tay, vậy thái tử điều động binh mã bằng cách nào? Bản vương rất muốn biết, thái tử hãy giải thích cho bản vương một chút. Lần này binh mã mà thái tử điều động nằm trong quân doanh nào, do vị tướng quân nào cai quản. Mọi người nghe đến đây thì hiểu rõ, tại sao Mộ Dung Khanh lại nắm chặt 1.000 binh mã này không buông, bởi vì hắn muốn chặt đứt một cánh tay Lương Thái Phó, giết một đại tướng của ông ta. Lương Thái Phó bước ra khỏi hàng, nói với vẻ mặt vô cảm, vương gia, lần này thái tử điều động binh mã là vì bảo vệ sự an toàn của vương gia, nên có thể xử lý đặc cách. Quân lệnh như núi. Ngươi nói bản vương có thể xử lý đặc cách. Thái phó có cần học lại luật pháp Đại Chu chúng ta không? Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói.
Thái phó ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Khanh nói, vương gia, luật pháp Đại Chu có một điều liên quan đến binh mã, nếu có tình huống đặc biệt, thì có thể cho tướng quân cai quản dựa vào tình hình thực tế, để tiến hành điều động binh mã với quy mô nhỏ, nhưng quy mô nhỏ này phải dưới 5.000 người, lúc đó tình huống nguy cấp, vương gia gặp thích khách, lại sống chết chưa rõ, thái tử lo cho sự an nguy của vương gia, nên đã nói tình huống đặc biệt này cho bạch tướng quân dựa vào tình huống này để suy đoán. Dối điều động binh mã đến vương phủ, để bảo vệ vương phủ, chưa từng mạo phạm đến quân pháp, cùng lắm chỉ phán đoán sai lầm, phạt 50 trượng, hoặc giáng chức để xét xử thôi. Mộ Dung Khanh lại hỏi binh bộ thượng thư, nếu dựa theo lời thái phó nói, thì thái tử có được điều động binh mã không? Binh bộ thượng thư đáp, bẩm vương gia, nếu dựa theo lời thái phó nói, thì trong tình huống nguy cấp có thể xin binh bộ lệnh điều binh, bản bộ sẽ phái người đi cùng thái tử tới quân doanh ngay. Nhưng binh bộ không hề nhận được lời khẩn cầu của thái tử. Tiêu Thác lạnh nhạt nói, nếu chỉ có 1.000 người thì có thể điều động ngự lâm quân trong cung, cần gì phải điều động binh mã. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói như vậy thì tình huống đặc biệt mà thái phó nói không hề tồn tại, mà do Bạch Diệp tự ý điều động 1.000 binh mã đúng không? Binh bộ thượng thư không hề do dự nói, bẩm vương gia, đúng vậy, Bạch Diệp tướng quân không hề gửi lời khẩn cầu đến binh bộ, hơn nữa sau khi xuất binh. Cũng không báo cáo đến binh bộ, mà tự ý điều động binh mã, dựa theo quân pháp thì nên xử tử. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu lên nói, Tô Thanh. Có, Tô Thanh bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Mộ Dung Khanh nghiêm túc nói, ngươi cầm thủ dụ của bản vương, bắt Bạch Diệp lại, rồi giết tại chỗ để răn đe. Sắc mặt của Lương Thái phó trắng bệch, khoan đãi. Ông tiến lên một bước, đe dọa Mộ Dung Khanh, cơ mặt khẽ giật, đáy mắt tràn ra lửa giận, vương ra. Tất nhiên luật pháp rất quan trọng, nhưng Bạch tướng quân điều động binh mã là vì bảo vệ vương gia, mặc dù hơi quá đáng nhưng cũng xuất phát từ lòng trung thành. Nếu vương gia cương quyết giết chết tướng quân một lòng một dạ với mình, thì sẽ làm lạnh trái tim của tướng sĩ, như vậy chỉ có hại với Đại Chu ta, thần tin rằng nếu có hoàng thượng ở đây, chắc chắn cũng sẽ không tán thành với cách làm của vương gia. Hoàng hậu cũng nói, đúng đó vương gia, Bạch tướng quân cũng chỉ vì nghĩ đến an nguy của vương gia. Cho dù trong lòng vương gia không cảm kích thì cũng không nên tính sổ. Lương Thái phó nhìn hạ thừa tướng, ra hiệu ông ta nói giúp. Sao hạ thừa tướng lại không biết tâm tư của Mộ Dung Khanh chứ? Hắn muốn giết Bạch Diệp, nhưng trong lòng lại sợ võ tướng dựa vào Lương Thái phó. Trước đây Bạch tướng quân kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào việc lập được chút quân công đã vênh mặt hất hàm sai khiến các quan văn khác, có chỗ dựa là Lương Thái phó, nên rất nhiều người chỉ dám giận chứ không dám nói. Nếu mình ra mặt cầu xin, chắc chắn sẽ gây ra sự bất mãn của các đồng liêu trong triều. Nhưng ông chỉ có thể đứng cùng một phe với Lương Thái phó, nhất là lúc này, đã leo lên lưng cọp thì càng khó xuống, nên ông đành phải bước ra khỏi hàng nói, vương gia, thần cho rằng Bạch tướng quân tự ý điều động binh mã, là tội không thể đặc xá, nhưng niệm tình phạm tội lần đầu, hơn nữa cũng khen ngợi lòng trung thành của hắn, nên thần cầu xin vương gia tha cho hắn một mạng, chỉ phạt 50 trượng để trừng phạt thôi. Hạ thừa tướng nhận được ám chỉ trợ giúp của thái phó, tất nhiên những người trong phe thái tử cũng đồng loạt quỳ xuống cầu xin. Mộ Dung Khanh thấy mọi người đồng loạt dập đầu thì cười khẩy, rất tốt, bản vương nghe nói lúc trước các ngươi đã quỳ trước điện Hoàng Thái Hậu, để cầu xin Hoàng Thái Hậu làm chủ chánh rồi, giờ lại quỳ trước mặt bản vương để cầu xin cho một tướng quân phạm vào quân pháp, tấu chương trong ngự thư phòng và trung thư tỉnh đã chất thành núi, chưa động vào một bản, xem ra toàn bộ tâm tư của quan viên Đại Chu chúng ta đều đặt vào việc tranh quyền trục lợi. Không hề có chút suy nghĩ đến quốc gia bá tánh. Đại Chu có những thần tử như các ngươi, sớm muộn gì cũng diệt quốc thôi. Thái tử nghe vậy thì lạnh lùng nói, hoàng thúc nên cẩn thận với lời nói của mình, thần là nhiếp chính vương, mà lại nói ra những lời nguyền rủa vận mệnh của đất nước, hoàng thúc có biết thân phận của mình không? Ngươi còn biết hai chữ thân phận này à? Ngươi có nhớ thân phận của ngươi không? Có tôn trọng thân phận của ngươi không? Mộ Dung Khanh bỗng tức giận quát, thần là một thái tử. Chịu sự kỳ vọng cao của phụ hoàng ngươi và thái tử, vậy mà để mặc cho tham quan kích động xúi dục, nếu ngươi tiến bộ hơn một chút, thì giờ vị trí giám quốc này đã không thuộc về bản vương, nếu ngươi cứ tiếp tục như thế, để xem vị trí thái tử của ngươi có thể ngồi được bao lâu. Đủ rồi, hoàng thúc đừng tưởng mình là hoàng thúc của bản cung thì có thể cậy già lên mặt, hoàng thúc vẫn chưa đủ tư cách la măng bản cung đâu, ngay cả mẫu hậu cũng không nói gì bản cung, thì hoàng thúc dựa vào điều gì để chỉ trích bản cung. Phụ hoàng chỉ ra lệnh cho hoàng thúc giám quốc, chứ không bảo hoàng thúc áp chế bản cung, nếu hoàng thúc không muốn làm chủ chánh giám quốc, thì nhân lúc còn sớm mà rút lui, cũng tránh khỏi việc chiếm dụng những vị trí mình không làm được.
Trong cơn tức giận, thái tử đã nói chuyện không có chừng mực, câu nói này đã thu hút rất nhiều ánh mắt, thần là thái tử lại nói ra những lời thô tục như vậy, hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người thế này, thật mất thân phận. Hoàng hậu vốn định kéo hắn, nhưng lại cảm thấy Mộ Dung Khanh rất quá đáng, nên để mặc thái tử phát tiết một trận, để xem Mộ Dung Khanh dám làm gì. Thái phó cũng dương dương tự đắc nhìn Mộ Dung Khanh, rất tốt, hắn chỉ là nhiếp chính vương giám quốc, còn thái tử là người được chọn để kế vị, tương lai sẽ lên ngôi hoàng đế. Mộ Dung Khanh ăn nói lỗ mãng với thái tử, còn nguyên rủa vận mệnh của đất nước, thái tử chỉ bênh vực lẽ phải, mặc dù lời nói hơi thô lỗ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa nếu hắn thật sự dám làm gì thái tử, chẳng phải sẽ vừa khéo chứng minh dã tâm của hắn ư. Chương 111, phạt trưởng thái tử. Mọi người đều nhìn Mộ Dung Khanh, rõ ràng lời nói khiêu khích của thái tử đã có hàm ý nổi giận, mặc dù hắn là nhiếp chính vương chủ chánh giám quốc, có thể quát mắng dạy bảo thái tử. Nhưng câu nói vị trí thái tử có thể ngồi được bao lâu thì hơi đi quá giới hạn, dù gì cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể nói câu này. Hắn chỉ là người sử dụng quyền lực của hoàng thượng để lo việc chính sự, chứ không phải hoàng thượng. Mộ Dung Khanh cũng không tức giận, chỉ sai người truyền Bao Công Công hầu hạ hoàng thượng tới đây. Bao Công Công đã hầu hạ trong Ngự Tiền nhiều năm, hơn nữa còn từng hầu hạ tiên đế, là bậc lão làng trong cung, ngay cả hoàng thái hậu cũng phải nể mặt ông ta. Bao Công Công đi tới cúi người chào, tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến vương gia. Bình thân, hoàng hậu bất mãn nhìn Mộ Dung Khanh, Bao Công Công đang hầu hạ hoàng thượng, người gọi ông ta tới đây làm gì? Mộ Dung Khanh không đáp lại lời của hoàng hậu, mà chỉ hỏi, Bao Công Công, mời ông truyền thánh chỉ thứ hai của hoàng thượng. Bao Công Công như đã sớm chuẩn bị, nên đáp lại một tiếng rồi hô, thánh chỉ thứ hai của hoàng thượng tới. Thánh chỉ thứ nhất mà hoàng thượng để lại. Là tuyên bố Mộ Dung Khanh làm chủ chánh giám quốc, hơn nữa còn ủy thác một số công việc, không ai biết đến sự tồn tại của thánh chỉ thứ hai. Mọi người đều liếc nhìn nhau, ngay cả Lương Thái Phó cũng vô thức nhìn về phía hoàng hậu, mặt bà ta nhất thời hoang mang, rồi hỏi Mộ Dung Khanh thánh chỉ thứ hai gì chứ? Hoàng thượng còn để lại thánh chỉ thứ hai ư? Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, đâu chỉ có thứ hai. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt hoàng hậu đã nhất thời trắng bệch, bà bắt đầu cảm thấy bất an. Gần như đã đoán ra, thánh chỉ này sẽ nói điều gì. Đúng như dự đoán, Bao Công Công tuyên đọc thánh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm bệnh nặng đã lâu, chưa thấy khởi sắc, nên ủy thác việc triều chính cho hoàng đệ Mộ Dung Khanh, phong làm nhiếp chính giám quốc, tạm thời xử lý việc triều chính, nếu chấm gặp đại nạn thì nhiếp chính vương sẽ nâng đỡ thái tử đăng cơ. Chấm chỉ lo lắng một điều là thái tử còn nhỏ hay bồng bột, không chịu nghe lời dạy bảo, hơn nữa chấm cũng ít quản giáo. Đã dẫn đến tính cách ngang bướng tùy tiện, vì giang sơn đại chu, hiểu dụ bá quan, nếu thái tử làm chuyện hổ thẹn, trái với quốc pháp, dạy mãi không sửa, chấm cũng sẽ không nuông chiêu, nhiếp chính vương có thể sử dụng quyền lực phế bỏ thái tử. Thái tử ngã xuống ghế lẩm bẩm, không thể nào, phụ hoàng không thể hạ thánh chỉ như vậy được. Vẻ mặt Mộ Dung Khanh lạnh nhạt, sau khi Bao Công Công đọc xong thánh chỉ thứ hai thì mời ông ta về. Hạ Oanh Nhiễm sửng sốt một lát. Rồi lo lắng nắm chặt tay phu nhân Nguyệt Nhung, chuyện này là sao? Hắn muốn phế bỏ thái tử ư? Không, không thể nào. Nếu phế bỏ thái tử, nàng ta cũng không còn là thái tử phi nữa, hôm nay nàng ta còn với thái tử. Hạ thừa tướng nghe vậy thì hung hăng lườm Hạ Oanh Nhiễm, rồi tức giận quát câm miệng. Thánh chỉ này vừa được tuyên bố, trong lòng Hạ thừa tướng cũng hoảng hốt, Mộ Dung Khanh nắm giữ quyền lực phế bỏ thái tử, điều này cũng có nghĩa là, cho dù hoàng thượng băng hà, thì chưa chắc gì thái tử đã là người được chọn để kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau khi chột dạ, thái tử mới mạnh miệng nói, trong thánh chỉ phụ hoàng đã nói nếu bản cung làm trái quốc pháp, dạy mãi không sửa mới có thể phế bỏ, giờ hoàng thúc lấy thánh chỉ này ra cũng vô ích, mặc dù bản cung bất tài, nhưng cũng không trái quốc pháp. Mộ Dung Khanh nói với vẻ mặt vô cảm, ngươi và Bạch Diệp tự ý điều động binh mã, là vi phạm quân pháp, niệm tình ngươi không phải người trong quân doanh, bản vương chỉ phạt ngươi 30 trượng. Còn Bạch Diệp, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn Lương Thái Phó, đáy mắt bắn ra một tia sáng lạnh lẽo, giết không tha. Tô Thanh luôn đứng tại chỗ nhận lệnh rồi đi. Lương Thái Phó mấp máy môi mấy lần, cuối cùng không nói ra được điều gì, chỉ lùi về sau với sắc mặt vô cùng u ám. Tối nay ông thật sự tính sai rồi, không lường trước sự mưu hại của Nam Hoài Vương, càng không ngờ tới sự xuất hiện của Mộ Dung Khanh, nhưng điều ông không ngờ nhất là hắn còn có thánh chỉ thứ hai của Hoàng thượng. Chính thánh chỉ này đã hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của ông. Thái tử tự ý điều động quân đội, đã là phạm pháp,
hơn nữa có thể nói cách thức phạt trượng này là dạy mãi không sửa, thái tử cũng không có nhiều cơ hội, đợi tới lần thứ hai và lần thứ ba, Mộ Dung Khanh có thể danh chính ngôn thuận phế bỏ thái tử. Ông không thể vì Bạch Diệp mà giằng co với Mộ Dung Khanh, thà bỏ một cánh tay để đổi lấy mạng sống và thời gian rồi lên kế hoạch tiếp theo. Thương Mai vẫn không hiểu, rõ ràng Mộ Dung Khanh có cơ hội tốt hơn để đả kích thái tử và lương thái phó, chỉ cần công khai lá thư đó là được, tại sao phải tốn tâm tư đi giết Bạch Diệp rồi mời thánh chỉ hoàng thượng tới. Nhân lúc bên dưới đang xôn xao bàn tán, cô lặng lẽ hỏi Mộ Dung Khanh, chẳng phải vương gia đang từ bỏ một cơ hội tốt à? Mộ Dung Khanh liếc nhìn cô nói, nàng tự xưng là người thông minh, vậy mà lại không biết dụng ý của bản vương. Thương Mai sửng sốt, thấy tia sáng lạnh lẽo trong đáy mắt hắn, trong đầu nhất thời hiểu rõ, đúng rồi, hắn không thể công khai, bởi vì giờ hắn vẫn chưa thể phế thái tử, có thể nói giờ vẫn chưa phải lúc để phế thái tử, nếu công khai lá thư đó vào lúc này, lương thái phó sẽ không còn đường lui, đành phải buông tay phản kích, như vậy hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì một khi hoàng thượng băng hà, thái tử sẽ lên ngôi. Trừ khi thái tử đã phạm sai lầm nhiều lần, mới có thể dựa theo thánh chỉ thứ hai mà phế bỏ, Mộ Dung Khanh đang đợi thái tử phạm sai lầm lần nữa. Nên hắn mới công khai thánh chỉ đó trước, một là làm thái tử khiếp sợ, để hắn ta thu liễm lại, nhưng rõ ràng với tính cách của thái tử và dã tâm của lương thái phó, thái tử sẽ không thể nào thu liễm lại. Hai là để hiểu dụ bá quan, nhiếp chính vương hẳn làm việc không hề chuyên quyền độc đoán, mà những chuyện hắn làm đều do hoàng thượng trao quyền. Vì vậy hắn phải xây dựng địa vị trong lòng bá quan, cũng như địa vị của hắn trong triều. Thái tử bị bắt lại, lúc bị thị vệ trong cung dẫn ra ngoài, hắn ta còn hét về phía Mộ Dung Khanh, ngươi lạm dụng tư hình, đợi phụ hoàng tỉnh lại, chắc chắn bản cung sẽ vạch tội ngươi. Mộ Dung Khanh, bản cung là thái tử, ngươi không quyền phạt trượng với bản cung, các ngươi đều là một đám vô dụng, mau thả bản cung ra. Hoàng hậu muốn đứng lên cầu xin cho hắn ta. Nhưng bị Mộ Dung Khanh lạnh lùng liếc nhìn bà ta, hoàng hậu đau lòng à? Nếu giờ đau lòng thì sau này sẽ có lúc bà phải khóc đó. Câu nói này rất cay độc, hơn nữa còn không hề nể mặt, có thể thấy hắn đã định trở mặt, phá vỡ cục diện giả bộ làm hòa với hoàng hậu. Hoàng hậu không nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm, ánh mắt căm hận oán độc của bà dừng trên mặt Mộ Dung Khanh, rồi từ từ rơi trên mặt Thương Mai. Lần này bà vốn không biết chuyện nhiếp chính vương bị mai phục ám sát. Nên mới khẩn cầu khi Thương Mai bị Thái Phi giữ lại, nhưng không ngờ, hạ Thương Mai lại cứu Mộ Dung Khanh, phá hỏng đại sự của bà. Nếu không phải hạ Thương Mai đã chữa trị cho Lương Vương, chỉ sợ Hoàng hậu đã không cho cô sống đến ngày mai. Hoàng hậu có tha thứ cho Thương Mai hay không thì để sau hãng nói, nhưng giờ trong lòng hạ thừa tướng, đã khẳng định sẽ không giữ cô lại. Trong lòng cô ôm thù hận với tướng phủ, hơn nữa ông cũng không cho rằng nỗi hận này có thể hóa giải. Cô ôm nỗi hận này về cùng với chỗ dựa nhiếp chính vương ở phía sau, nên ông không thể để cho cô sống tiếp. Trong lúc mỗi người một suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng hét thảm thương của thái tử vang lên, mắt hoàng hậu gần như chảy ra máu, hai tay siết thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt. Tất nhiên hạ Oanh Nhiễm cũng rất đau lòng, vừa chạy ra ngoài đã nhìn thấy thị vệ trong cung đang đè thái tử nằm xuống đánh, nên nhào tới đẩy thị vệ đó ra mắng, đây là thái tử, ngươi không thể đánh nhẹ tay một chút à. Thương Mai thấy thế thì khẽ cười, hạ Oanh Nhiễm, ngươi còn muốn làm thái tử phi nữa không, ngay cả hoàng hậu cũng không thể cầu xin, vậy mà ngươi dám đẩy thị vệ đang hành hình ra. Chẳng khác nào đang khiêu chiến với uy nghiêm của Mộ Dung Khanh. Chương 112, tự cầu xin ở lại trong cung. Mặt hạ thừa tướng tái mét, lạnh lùng quát phu nhân Nguyệt Nhung, bà còn không đi kéo con bé ra. Phu nhân Nguyệt Nhung vội chạy ra ngoài, vươn tay kéo Oanh Nhiễm lại, Nhiễm Nhi. Con đừng lộn xộn nữa. Hạ Oanh Nhiễm quay đầu lại, mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, biết mình thất thố, nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã được ban hôn cho thái tử, là thái tử phi tương lai, nên phải có tư cách nói giúp thái tử. Vì thế nàng ta sải bước đi vào điện, rồi ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Khanh nói, vương gia, mặc dù thái tử tự ý điều binh, nhưng thân là thái tử đương triều, chẳng lẽ không hề có quyền điều động 1.000 binh mã à? Sớm muộn gì Giang Sơn này cũng thuộc về thái tử điện hạ, vương gia chỉ thế vào chỗ nhiếp chính giám quốc, hoàng thượng cho người quyền lực, chứ không bảo người lạm dụng quyền lực để dùng việc công trả thù riêng. Hôm nay người đánh thái tử trước mặt nhiều hoàng công đại thân như vậy, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ bôi nhỏ quốc thể. Hoàng hậu nương nương, người nói xem có đúng không? Những lời này của Hạ Oanh Nhiễm đã gây ra sự xôn xao, thậm chí có người cho rằng có phải nàng bị điên rồi không? Lúc nãy nàng không nghe bao công công tuyên chỉ à? Nhiếp chính vương có quyền phế thái tử,
còn phạt trượng là vì thái tử thật sự tự ý điều động binh mã vi phạm quân pháp. Không, đây đều là thứ yếu, cho dù nàng là một cô gái không hiểu mấy chuyện này, nhưng trước mặt nhiều hoàng công đại thần như vậy, lại nói Mộ Dung Khanh lạm dụng Tư Hình dùng việc công trả thù riêng, nàng thật sự điên rồi. Nàng có biết, người đang ngồi trên cao kia là Nhiếp Chính Vương đương triều không? Hơn nữa, nàng còn kéo hoàng hậu xuống nước, nàng thật sự cho rằng hai người cùng chung mối thù à? Nàng chỉ là nhị tiểu thư của tướng phủ, gia giáo của tướng phủ. Mặt hoàng hậu cũng châm xuống, bà vốn không thích Hạ Oanh Nhiễm, dù lúc này nàng ta đang lên tiếng bảo vệ thái tử, nhưng lại cực kỳ ngu ngốc, sau khi đọc xong thánh chỉ, nàng ta lại chỉ trích Mộ Dung Khanh lạm dụng Tư Hình, chẳng khác nào lại nhấn mạnh với các chư vị hoàng công đại thần, lỗi lầm mà thái tử đã vi phạm lần nữa. Mặt hạ thừa tướng nhất thời xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, trước khi Mộ Dung Khanh lên tiếng, đã vội vàng thỉnh tội, vương gia, tiểu nữ còn nhỏ không hiểu chuyện, nên ăn nói linh tinh, mong vương gia khoan hồng độ lượng tha thứ cho con bé. Mộ Dung Khanh cũng không thể hiện vẻ tức giận, chỉ nhìn về phía hoàng hậu, rồi lạnh nhạt hỏi, hoàng hậu, người cảm thấy thái tử phi tương lai nói có lý không? Hạ Oanh Nhiễm nhìn hoàng hậu với vẻ mặt mong đợi, hoàng hậu thấy mình đau lòng cho thái tử như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng nàng chỉ thấy hoàng hậu đang nhìn mình với ánh mắt độc ác, lạnh lẽo như con dao sắc bén. Vẻ mặt nàng ngưng động, không biết phải làm thế nào. Mộ Dung Khanh thấy hoàng hậu không nói gì, cũng không định buông tha, mà hỏi tiếp, ta nghe nói nhị tiểu thư sắp thành hôn với thái tử, nhưng đó là ý chỉ do đích thân hoàng hậu ban xuống, hoàng hậu là thân mẫu của thái tử, tất nhiên sẽ có quyền quyết định chuyện hôn sự của thái tử, nhưng người có chắc là nhị tiểu thư không? Chuyện này vẫn nên để bản vương và mẫu hậu cân nhắc lại rồi nói sau. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh, lúc nãy mấy nữ quyến đố kỵ với Hạ Oanh Nhiễm đều đang nhìn nàng ta với ánh mắt cười trên đau của người khác, có lẽ ý của Nhiếp Chính Vương là muốn xin tấu với Hoàng Thái Hậu hủy bỏ ý chỉ của Hoàng Hậu đúng không? Nói vậy chẳng phải Hạ Oanh Nhiễm không thể trở thành Thái tử Phi ư? Phu nhân Nguyệt Nhung nghe vậy thì sắc mặt dần dần trắng bệch, ngạc nhiên nói chuyện này sao có thể? Ý chỉ đã ban xuống rồi, hơn nữa vương gia cũng nói hoàng hậu nương nương có quyền quyết định chuyện hôn sự của thái tử mà. Mộ Dung Khanh nghiêng đầu nhìn hoàng hậu không định nói gì ư. Bản vương cảm thấy vị phu nhân tướng phủ này rất thú vị. Lễ thân vương đứng dậy nói, lão thất, đây không phải phu nhân tướng phủ đâu. Lời nhắc nhở này như một sự nhục nhã cả phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm, có mấy nữ quyến đã che miệng cười trộm. Tối nay Mai Phi vẫn chưa nói câu gì. Bỗng nhìn Liên Thị nói, Hạ phu nhân, thân là phu nhân lại ngồi ngang hàng với tiểu thiếp, phu nhân đúng là mẫu người phụ nữ kỳ lạ, không bằng nói cho mọi người biết, phu nhân đã nhẫn nhịn như thế nào. Câu nói này như nói cho mọi người biết, Hạ Oanh Nhiễm mà thái tử cưới là thứ nữ, do tiểu thiếp sinh ra. Tất nhiên có rất nhiều người biết chuyện này, nhưng chuyện Hạ thừa tướng thương yêu tiểu thiếp, thì ai ai cũng biết rõ, chỉ là không có ai nói ngay trước mặt thôi. Lần này mục đích phá hỏng của Mai Phi thật sự rất kỳ lạ. Mọi người đều đang mong đợi câu trả lời của Liên Thị, bởi vì bất luận trôi qua nhiều năm như vậy, Liên Thị vẫn là trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người càng tò mò về chuyện hôn sự của bà và Hạ Thừa Tướng. Liên Thị không ngờ chuyện âm của Hạ Oanh Nhiễm lại làm cho Mai Phi chỉ về phía mình, nhưng bà không hề giận dỗi, chỉ đứng dậy khẽ cúi người chào Mai Phi, rồi đáp lại rất đúng mực, Mai Phi nương nương. Thiếp không hề tồn tại vấn đề khoan dung này, một năm thiếp và Trần Thị gặp nhau chưa tới một lần. Hạ thừa tướng rất tức giận với câu trả lời của Liên Thị, sắc mặt tức đến tái mét, ngay cả người đang ngồi ở đây cũng rất kinh ngạc với câu trả lời này của Liên Thị, có lẽ là có một đáp án tốt hơn, nhưng rõ ràng câu trả lời này làm người khác cảm thấy khó chịu, một năm không gặp được một lần, vậy chẳng phải phu nhân Nguyệt Nhung không tới thỉnh an Liên Thị à? Mai Phi cười khẩy, một năm không gặp được một lần, chuyện này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ người làm tiểu thiếp thì không cần phải vấn an chủ mẫu à? Đây là địa vị chủ mẫu gì chứ? Ngươi là phu nhân tướng gia danh chính ngôn thuận, sao có thể trải qua một cuộc sống như vậy chứ? Liên Thị nói, thần ít giao du với bên ngoài, ít khi gặp người lạ, nên mấy năm nay chỉ sống chung với con gái Thương Mai, cuộc sống cũng rất vui vẻ. Hay cho một câu người lạ, sống vui vẻ cùng con gái, câu nói hờ hững này thật sự đã vả mạnh vào mặt phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Thừa Tướng. Đại Chu là quốc gia trọng lễ giáo, chủ mẫu và tiểu thiếp nên có phân chia rõ ràng, thân là thừa tướng của Đại Chu, mà trong nhà lại rối loạn chức vị, đảo ngược chủ thứ, sao có thể không bị người khác chê cười chứ? Ngay cả Mộ Dung Tráng Tráng sau khi nhìn thấy Mộ Dung Khanh xuất hiện cũng kích động đến mức rơi nước mắt,
không nhịn được lên tiếng, tướng phủ này thật kỳ lạ, chủ mẫu không phải chủ mẫu, thị thiếp không phải là thị thiếp, cách điều hành tướng phủ đúng là kỳ lạ. Lời nói mỉa mai của trưởng công chúa đã làm rất nhiều người ở đây cười ra tiếng, tiếng cười đó như một thanh kiếm sắc bén đâm vào ngực hạ thừa tướng. Thương Mai nhìn Liên thị, thấy vẻ mặt bà ung dung, nhưng đáy mắt lại hơi khó xử, nếu công khai địa vị và hoàn cảnh của bà trong tướng phủ, thì đây vốn là một sự sỉ nhục với những người có lòng tự tôn rất cao như bà. Nhưng Mai Phi đã nói như vậy, bất luận bà trả lời thế nào cũng sẽ không thỏa đáng, bởi vì vị trí của bà trong tướng phủ vốn đã không ổn thỏa. Bà chỉ có thể trả lời hờ hững như thế, cũng không muốn nói dối ra vẻ hài hòa, nói bà với phu nhân Nguyệt Nhung như tỉ muội. Bà khinh thường điều đó. Trong điện, hình như ai cũng quên mất chuyện Thái tử Điện Hạ đang bị hành hình ở bên ngoài, tất nhiên tiếng kêu gào của Thái tử cũng đã biến mất, hắn ta chưa từng chịu oan ức và đau khổ như vậy, nên sau khi đánh 10 trượng, đã hôn mê bất tỉnh. Dù Hạ Oanh Nhiễm có ngu xuẩn đến đâu thì cũng biết nguy hiểm đang đến gần. Nhưng nàng không tin Nhiếp Chính Vương có thể phủ nàng cho rằng, chỉ cần tiếp tục lấy lòng hoàng hậu, thân phận thái tử phi của nàng sẽ vững chắc. Vì thế, nàng nhẫn nhịn chịu đựng ánh mắt chế giễu của mọi người, rồi quỳ xuống trước mặt hoàng hậu nức nở, hoàng hậu nương nương, thần nữ và điện hạ đã định danh phận rồi, thần nữ đau lòng cho thái tử điện hạ, biết ngài ấy bị oan, nên kính xin hoàng hậu nương nương cho phép thần nữ ở lại trong cung để chăm sóc điện hạ, đến khi vết thương của điện hạ khỏi hẳn. Chương 113, ám toán. Lời này thiếu chút nữa khiến hạ thừa tướng tức chết, sao nàng ta dám làm thế? Trước mặt nhiều người như vậy lại tự xin được ở lại chăm sóc thái tử, sao nàng ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Tuy đã hạ chỉ ban hôn, nhưng dẫu sao vẫn chưa thành thân, ở trong mắt tất cả mọi người, nàng ta vẫn là tiểu thư phủ thừa tướng, con gái nhà lành chưa lập gia đình lại ở lại trong cung cùng với thái tử, người ta sẽ đánh giá thế nào? Sao hoàng gia có thể chấp nhận con dâu không biết xấu hổ như vậy? Hoàng hậu giận đến tay cũng run run, bà ta ngẩng đầu nhìn hạ thừa tướng, đôi mắt âm u không thể đoán định, thừa tướng dạy con khéo thật đấy. Nói xong, bà ta tức giận rời đi. Mộ Dung Khanh thấy hoàng hậu rời đi, hắn đứng lên, nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tất cả giải tán thôi, các vị trở về nghỉ ngồi sớm đi. Nói xong, hắn đưa tay về phía Thương Mai. Cô do dự một lát rồi cũng đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn, cô đứng lên, hai người song song rời đi trước mắt tất cả mọi người. Điều này còn có sức thuyết phục hơn so với hạ chỉ ban hôn, trong dịp chính thức như đêm nay, Nhiếp Chính Vương đầu tiên để cho Hạ Thương Mai ngồi chung với hắn, sau đó lại dắt tay Hạ Thương Mai rời đi, dành cho cô sự tôn trọng nhất, gần như là tuyên bố với mọi người, Hạ Thương Mai chính là Nhiếp Chính Vương phi tương lai. Từ trước tới nay, Hạ Thương Mai chưa từng muốn thu hút ánh nhìn như vậy. Nhưng điều cô lưu luyến nhất chính là người ở bên cạnh mình, hắn đang nói với cô không chiến đấu một mình. Cho dù sau khi trở lại phủ thừa tướng, cô sẽ phải một mình đối mặt với tất cả những mãnh thú đang nhăm nhe nuốt chửng cô ở tướng phủ. Nhưng chút ấm áp này cũng đủ để thổi bùng lên tất cả dũng khí của cô. Rời khỏi điện, Thương Mai phát hiện nhịp bước của Mộ Dung Khanh hơi yếu đi, cô sững sờ vội đưa tay ra đỡ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Vương gia, cô khiếp sợ, sao có thể như vậy? Mộ Dung Khanh lau vết máu trên khóe môi, thản nhiên nói, đừng làm quá lên thế, ta không chết được. Tiêu Thác tiến lên, trách cứ nói, người biết rõ vết thương của mình còn chưa lành, thì không nên cố ra tay giết người, nếu một chiêu này mạnh hơn một chút nữa, có thể người sẽ mất mạng. Mộ Dung Khanh tức giận nói, được rồi, bổn vương có chừng mực, người bảo tiểu cô đưa Thương Mai về tướng phủ, còn ngươi và Tô Thanh trở về phủ cùng bổn vương. Thương Mai hỏi, vết thương của vương gia không sao chứ? Tiêu Thác giải thích, chiêu ra tay giết người vừa rồi là do A Xà Cô Cô bên cạnh Hoàng Thái Hậu dạy, gọi là ngự không giết người, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần phải nghỉ ngồi ít nhất nửa tháng mới có thể hồi phục nguyên khí. Ngự không giết người, Thương Mai hơi tò mò, vị A Xà Cô Cô này rốt cuộc có phải rắn tinh trong truyền thuyết hay không đây? Tô Thanh thấy sự nghi hoặc trên mặt Thương Mai. Liền thay Tiêu Thác giải thích, chiêu ngự không giết người này thật ra chỉ là ngưng tụ tất cả nội lực ở đầu ngón tay, nhưng phải nắm giữ một bí quyết chính là phong huyệt, giống như người châm cứu để kích thích tiềm năng vậy. Thương Mai nghe vậy không khỏi thả lỏng hơn hẳn, vừa rồi cô còn tưởng rằng đây là ngón võ công lợi hại lắm, thì ra cũng chỉ là một loại kích thích tiềm năng. Mộ Dung Khanh để Tráng Tráng đưa Thương Mai trở về phủ, trên xe ngựa, Mộ Dung Tráng Tráng vẫn cứ lải nhải, các ngươi thật quá đáng. Rõ ràng còn sống lại không nói với ta và Lão Tam,
hại hai chúng ta uổng công lo lắng một phen. Thương Mai cười đổ tất cả tội lỗi cho Tiêu Thác, ta vốn tưởng rằng Tiêu Thác sẽ sai người thông báo cho hai người, lúc ấy vết thương của vương gia rất nặng, ta cũng không thể phân thân để lo tới những chuyện khác. Tất cả đều do hai người Tiêu Thác và Tô Thanh lo liệu, để cho công chúa lo lắng thật sự không phải ý của ta, công chúa đừng trách. Tráng Tráng vung tay lên, không trách người được, có trách thì phải trách hạng vũ phu Tiêu Thác kia, còn cả Tô Thanh nữa, cũng thật là. Biết ta và Lão Tam lo lắng như vậy lại không nói với chúng ta, sau này nhất định phải tính sổ với bọn họ. Thương Mai nghĩ tới khi bọn họ trở về vương phủ không biết tình hình vương phủ sẽ thế nào đây. Lần này xuất cung trở về phủ, sợ là sẽ không thuận lợi như vậy, Nam Hoài Vương sẽ bằng lòng bỏ qua như vậy sao? Còn cả Thái Phi nữa. Thương Mai vẫn luôn canh cánh trong lòng, hành động của Thái Phi thật sự khiến người ta nghi ngờ. Thương Mai ngập ngừng hỏi Mộ Dung Tráng Tráng, đúng rồi. Quý Thái Phi nhất định cũng rất lo lắng nhỉ. Mộ Dung Tráng Tráng nói, bà ta khóc rất đau thương, dù sao cũng là con trai ruột của mình, sao có thể không lo lắng chứ. Con chết rồi. Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, cho dù là ai cũng không chấp nhận nổi. Bà ta chỉ đau đớn khóc lóc cũng coi như là kiên cường, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đã đi tìm chết rồi. Thương Mai gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng là con trai ruột của mình mà. Có xe ngựa lướt qua rất nhanh bên cạnh xe ngựa của các nàng, Mộ Dung Tráng Tráng vén rèm lên, liếc mắt nhìn, sau đó buông rèm xuống, lạnh lùng nói, là xe ngựa của tướng phủ. Thương Mai không lên tiếng, sau khi trở về phủ, cô sẽ phải đối mặt với một trận gió tanh mưa máu khác rồi. Đi chốc lát, phu xe đột nhiên thét một tiếng xùy, khẩn cấp xiết dây cương, con ngựa chồm lên, xe ngựa liên nghiêng về phía sau, hai người va vào nhau, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Mộ Dung Tráng Tráng cả giận nói, vén rèm lên, lại thấy hộ vệ hộ tống ghìm ngựa tung người xuống ngựa, chạy nhanh tới. Một người phụ nữ nằm trên đường lát đá xanh, hộ vệ dùng đuốc chiếu sáng khuôn mặt bà ta, trên trán bà ta đầy máu tươi, không ngờ lại là Liên Thị. Thì ra Liên Thị bị người trên xe ngựa đẩy xuống, may là phu xe phát hiện kịp thời, nếu không sẽ bị xe nghiến qua rồi. Mộ Dung Tráng Tráng và Thương Mai nhảy xuống. Đón lấy Liên Thị từ tay thị vệ. Liên Thị đã hôn mê, máu tươi đang không ngừng rỉ ra trên trán. Mộ Dung Tráng Tráng giận dữ, ra lệnh cho thị vệ trên ngựa, lập tức giục ngựa đuổi theo chặn xe ngựa của tướng phủ lại cho ta, bắt tất cả mọi người lại, chờ bổn cung qua đó. Vâng, công chúa. Xe ngựa dừng ở một bên, Thương Mai nhanh chóng xé ống quần băng bó trán của Liên Thị, lửa giận trong lòng cô đã không thể nào hình dung nổi, nhưng trước mắt không gì quan trọng hơn việc cầm máu. May mắn nhất là trên người cô có mang theo thuốc cầm máu, là lần trước Tiêu Thác mua trong tiệm thuốc cho Mộ Dung Khanh sử dụng, nhưng mà lúc đó hắn đã không cần thuốc cầm máu nên cô tiện tay cất vào trong túi, không ngờ lúc này lại có ích. Vết thương rất lớn, khi ngã xuống từ trên xe ngựa, trán bà ta tiếp đất, đường phố ở khu vực này đều lát bằng đá xanh mà không phải đường đất nên vô cùng thô cứng, có vài phiến đã bị vỡ, nhìn vết thương có thể thấy là ngã vào chỗ đá vỡ, nếu không vết thương sẽ không sâu như vậy. Máu chảy dọc theo trán của Liên Thị, dường như là cả khuôn mặt bà ta bê bết máu, thuốc cầm máu không có tác dụng nhanh như vậy, nên Thương Mai chỉ có thể lấy khăn tay giữ chặt miệng vết thương. Chẳng mấy chốc khăn tay đã nhuộm đầy máu tươi, Tráng Tráng cởi áo khoác ngoài ra, xé một mảnh vải đưa cho Thương Mai, cô xếp lại rồi giữ chặt, vội vàng hỏi Tráng Tráng, gần đây có y quán không? Ngươi không phải đại phu sao? Tráng Tráng hỏi. Thuốc cầm máu không có hiệu quả, ta cũng không có thuốc. Mau đi tìm y quán, Thương Mai nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt và máu đang không ngừng chảy xuống của Liên Thị, lại càng vô cùng lo lắng. Phu xe vội vàng nói, công chúa, phía trước có tiệm bảo hòa giường, hay là tới đó đi. Mau, đi ngay lập tức, Mộ Dung Tráng Tráng quát. Phu xe giục ngựa đi, chặng đường đi chỉ một đoạn là tới bảo hòa đường, phu xe vội vàng tới đập cửa. Lúc này bảo hòa đường đã đóng cửa, nghe có người gõ cửa. Người bên trong không thể không mở cửa ra nói, đóng cửa rồi, tới tiệm khác đi. Phu xe lạnh lùng nói, mở cửa, công chúa ở đây. Công chúa gì chứ, nói bậy, đi nhanh lên, công chúa còn cần tới chỗ của ta khám bệnh sao? Mộ Dung Tráng Tráng nghe vậy, tiến lên tung một cước đá văng cửa ra. Chương 114, Liên Thị bị mù. Trưởng tiệm của Bảo Hòa Đường không khỏi giật mình và lớn tiếng quát khi thấy Mộ Dung Tráng Tráng hung hăng bước vào, tiểu nữ như ngươi sao dám. Khi hắn nhìn thấy trên người hai hộ vệ theo sau Tráng Tráng có đeo đao, trong phút chốc sợ đến biến sắc, miệng lắp bắp nói, là công chúa giá đáo,
tiểu nhân có tội, có tội. Thị vệ ôm Liên thị bước vào, Mộ Dung Tráng Tráng lạnh lùng lên tiếng, ngươi lại đây hầu hạ, cần thuốc gì thì sẽ dặn ngươi đi lấy. Trời ạ, sao lại chảy nhiều máu như vậy? Mau, lấy bạch dược trước đi. Trưởng tiệm giật mình sợ hãi kêu lên, sau đó liền vội xoay người đến tủ thuốc lấy thuốc. Ở phía bên kia, hai gã thị vệ đang giục ngựa đuổi theo xe ngựa của tướng phủ, đến phố Nam Tông thì xe ngựa bị chặn lại. Người điều khiển xe bèn lên tiếng quát, các ngươi là ai? Cả gan dám chặn đường xe ngựa của tướng phủ. Thị vệ lạnh lùng lên tiếng, phụng lệnh trưởng công chúa, điều tra vụ án cố ý gây thương tích, xin phối hợp. Người điều khiển xe ngựa nghe là người của công chúa, lại còn là điều tra vụ án làm thương người, bèn liền xuống xe và nói, vụ án đã thương người gì? Người điều khiển xe lo ở phía trước điều khiển xe chạy nhanh, không hề hay biết Liên thị đã lăn ra khỏi xe ngựa, tuy là hắn có nghe được tiếng động, nhưng lại không quay đầu nhìn, hơn nữa cũng không nghe thấy tiếng la hét sợ hãi gì, vì vậy nên hắn hoàn toàn không biết chuyện. Tấm màn che xe được mở lên, trên xe chỉ có phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Thừa Tướng không có ở trên xe ngựa. Phu nhân Nguyệt Nhung nhìn thấy hai thị vệ bèn lên tiếng, điều tra vụ án đã thương gì mà lại điều tra đến chỗ tướng phủ đây. Trưởng công chúa thì cũng phải nói lý lẽ chứ. Thị vệ liếc nhìn phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm và nói, xin lỗi hai vị, mời hai vị đi theo chúng tôi một chuyến. Hạ Oanh Nhiễm liền tức giận nói, người có biết ta là ai không? Dám đưa ta đi. Mặt thị vệ vẫn bình thản đáp lại, chúng tôi chỉ là phụng mệnh làm việc, xin thông cảm. Hạ Oanh Nhiễm hừ lạnh rồi nói với người điều khiển xe, mặc kệ bọn họ, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, đi. Sa phu nhìn bên trong xe, phát hiện không thấy Liên thị, liền giật mình, nhưng ở trong tướng phủ thì vai vế của Liên thị cũng chẳng khác gì người hầu hạ, nên hắn không dám hét lớn tiếng, hắn đành quay qua phía thị vệ và thở dài, thị vệ đại ca, chúng tôi thật sự không biết vụ án đã thương gì, xin chuyển lời đến công chúa giúp. Thị vệ lạnh lùng nói những lời vô nghĩa đó làm gì? Mau cho xe ngựa đi theo chúng tôi. Sa phu vẫn còn do dự định nói gì đó. Một trong hai vị thị vệ bèn đẩy người điều khiển xe ra, rồi tự mình lên vị trí điều khiển, hắn kéo dây cương và cho xe quay đầu trở về. Hạ Oanh Nhiễm liền giận dữ hét lớn, ngươi thật to gan, dám cướp thái tử phi tương lai. Ngươi có tin là ta sẽ nói với hoàng hậu nương nương hay không? Để xem ngươi có mấy cái đầu để mà rơi. Thị vệ mặc kệ nàng ta, hắn giật dây cương và cho ngựa đi nhanh. Hạ Oanh Nhiễm bị té bật ngửa ra sau. Phu nhân Nguyệt Nhung đưa tay đỡ nàng dậy mà trong lòng tim đập loạn nhịp. Lúc rời khỏi cung, Hạ Thừa Tướng không đi chung với họ về phủ, mà ông ở lại gặp Lương Thái Phó, vì vậy nên ông cho xe ngựa đưa hai người họ về trước. Bà nhớ đến những câu mà Liên Thị nói ở trong cung, lại nghĩ đến bị những người đó cười nhạo, nên bà càng căm hận Liên Thị nhiều hơn, nhân lúc Liên Thị không để ý bèn đưa mắt ra hiệu với Hạ Oanh Nhiễm, ngay trong lúc xe ngựa đang chạy nhanh bèn đẩy Liên Thị ra khỏi xe. Bà không hề biết xe của trưởng công chúa ở ngay sau lưng, vì vậy mà bà cứ nghĩ rằng không ai biết, cho dù Liên thị không chết thì trở về cũng không làm gì được bà. Nhưng bà cũng không nghĩ rằng Liên thị sẽ bị té chết, chẳng qua bà muốn hù dọa nhắc nhở nàng, đợi đến khi về đến phủ rồi mới lệnh cho người đi tìm Liên thị, nhưng không ngờ lại bị trưởng công chúa phát hiện trước. Điều mà bà càng không ngờ đến chính là, Hạ Thương Mai cũng có mặt trên xe của trưởng công chúa. Trong đầu bà Liên nhanh chóng nghĩ lý do để biện minh thoát thân, ví dụ như là Liên thị tự mình ngồi không vững bị rơi xuống, hoặc là Liên thị cố ý muốn nhảy xuống để vu oan giá họa hãm hại bà, để cho mọi người biết bà là người đàn bà ác độc. Phu nhân Nguyệt Nhung nhớ tới lúc ở phủ cũng có đắc tội qua với trưởng công chúa, vì vậy nên trong lòng bà không khỏi lo. Lắng, bà biết quá rõ về thế lực của công chúa ở trong triều đình, đừng nói bản thân mình không thể chống đối lại nàng. Ngay cả đến tướng gia cũng chưa chắc dám đắc tội với nàng. Nhưng ngược lại Hạ Oanh Nhiễm lại không sợ, chẳng qua chỉ là cô công chúa gả không đi mà thôi, cho dù là trưởng bối của thái tử, mà cũng không có quyền hạn gì, nhưng ít nhiều gì thì cũng sẽ nể mặt thái tử phi tương lai này, chắc cũng sẽ không vì chuyện của Liên thị mà làm căng với nàng. Vì vậy khi nàng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của phu nhân Nguyệt Nhung, nàng tiên trấn an, mẹ lo lắng làm gì? Đâu có ai nhìn thấy chúng ta đẩy bà ta xuống. Chúng ta không nhận là được. Cho dù bà ta lên tiếng chỉ điểm chúng ta thì cũng không có bằng chứng. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể nói ngược lại bà ta, rằng bà ta ở trên xe dùng lời lẽ khó nghe chửi chúng ta, sỉ nhục thái tử phi tương lai, còn muốn ra tay đánh con, mẹ chỉ vì muốn bảo vệ ta nên mới rằng co qua lại, rồi bà ta cố tình nhảy xuống xe ngựa để vu oan giá họa hãm hại chúng ta.
Lời Hạ Oanh Nhiễm nói rất giống với suy nghĩ của phu nhân Nguyệt Nhung, hai người thật không hổ danh là mẹ con, tâm địa độc ác như nhau. Phu nhân Nguyệt Nhung nghe xong lời an ủi của Hạ Oanh Nhiễm, cũng cảm thấy có thể là mình suy nghĩ quá nhiều, tuy Nhiếp Chính Vương có ý không muốn thừa nhận Oanh Nhiễm là thái tử phi, nhưng cuối cùng thì người quyết định không phải là hắn mà là Hoàng hậu Nương Nương. Không cần biết sau này như thế nào, hiện tại ý chỉ đã hạ, Oanh Nhiễm chính là thái tử phi tương lai, đều là người lớn lên trong hoàng gia, trưởng công chúa chắc sẽ nể mặt chút. Phía bên Liên thị, bà ta đã cầm được máu, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại, ngoại trừ trên trán có vết thương do bị té, đầu gối cũng còn vết thương do té, cũng may là không nghiêm trọng lắm. Thương Mai ngồi bên cạnh giường, dùng khăn để rửa vết máu khô trên mặt Liên thị. Tuy cô không nói lời nào, nhưng dáng vẻ có chút khác thường. Mộ Dung Tráng Tráng thấy vậy nên hỏi, có phải nghiêm trọng lắm không? Hay đưa vào cung để mời thái y chữa trị? Vừa dứt lời, bất chợt nàng nhớ đến y thuật của Thương Mai còn giỏi hơn cả thái y, bèn lên tiếng, nếu như ngươi hết cách thì thái y cũng sẽ không có cách. Thương Mai nhỏ giọng nói, miệng vết thương sau khi cầm máu thì cũng không còn nghiêm trọng lắm, quan trọng là ta lo lắng não bị ảnh hưởng. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn thần sắc của cô bèn lên tiếng dò hỏi, bà ta không thể nào vô duyên vô cớ tự té xuống được, chắc chắn là phu nhân Nguyệt Nhung và muội muội của ngươi làm, không biết phụ thân của ngươi có ngồi trên xe không, nếu có thì ngươi sẽ làm như thế nào. Thương Mai đặt khăn vào lại chậu nước, những vết máu dính trên khăn bắt đầu từ từ loang ra nước, mùi tanh của máu lan tỏa ra, Mộ Dung Tráng Tráng nhìn thấy khóe mắt cô cũng đỏ hoe. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nụ cười sâu thẳm hiện lên trên mặt cô nhẹ nhàng nói, hại người hại mình, giết người thì đền mạng. Đây là chân lý mãi mãi không thay đổi. Được, bổn cung cứ lo lắng người vì biết hắn là phụ thân của ngươi mà khiến ngươi phải nương tay. Mộ Dung Tráng Tráng liên lớn tiếng ủng hộ. Thương Mai cụp mi xuống, cô khẽ nhếch mép, phụ thân. Chưa bao giờ là của cô. Lúc sau, Liên thị tỉnh lại, ánh sáng chiều tà dọi vào gương mặt trắng bệch của bà. Theo quán tính, hành động đầu tiên là bà đưa tay lên sờ trán mình. Thương Mai liên nắm lấy tay bà và nhẹ giọng nói, không có việc gì đâu. Ổn cả rồi. Thương Mai, Liên thị lên tiếng như dò hỏi, nhưng đôi mắt lại như không nhìn về hướng cô. Thương Mai cảm thấy nặng nề hơn, cô đưa tay đảo qua đảo lại trước mặt bà, mắt bà không hề phản ứng lại. Mộ Dung Tráng Tráng cũng phát hiện vấn đề, nàng ta giật mình nhìn Thương Mai. Thương Mai đưa ngón tay lên miệng ra hiệu với Mộ Dung Tráng Tráng đừng nói. Rồi cô cúi người chạm nhẹ vào gương mặt, sao mẫu thân lại bị ngã khỏi xe. Đôi tay Liên thị chậm rãi buông xuống, giọng điệu bình tĩnh nói, hai mẹ con họ đẩy ta xuống đó. Bà đưa tay sờ soáng lúc, chúng ta về đến phủ rồi sao? Sao con lại không thắp đèn? Đầu ngón tay Thương Mai khẽ run, cô nhìn về phía ánh đèn trên bàn và đèn tường, tuy đã là chiều tối, nhưng độ sáng vẫn còn rất đủ. Bà bị mù rồi. Chương 115, tình cờ gặp thái tử. Liên thị nhanh chóng ý thức được. Thần sắc của bà ta chợt biến nhưng vẫn lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Ta không thấy được nữa đúng không? Giọng nói của bà bình tĩnh, không chút xúc động. Thương Mai im lặng trong chốc lát rồi nói, việc này chỉ là tạm thời, có lẽ do phần đầu bị thương nên mới chèn lên dây thần kinh thị giác. Không sao, nói xong, bà ta liền sờ soạng rồi giữ chặt tay của A Cửu, mắt của ta đã mù từ trước, mù rất nhiều năm rồi. Có tiếng thở dài khẽ khàng gần như không thể nghe thấy ở cuối câu nói, giọng điệu của bà ta vẫn vô cùng bình tĩnh, không mang theo một tia oán hận, nhưng Thương Mai cùng Mộ Dung Tráng Tráng lại nghe ra sự bi thương khó nói bằng lời. Nếu trong giọng nói của nàng có sự kích động hoặc tức giận thì có lẽ sự bi thương sẽ không thấm đẫm như vậy. Hãy nói cho con biết chuyện xảy ra thế nào. Thương Mai đè nén lửa giận trong lòng xuống. Chúng ta đang ở đâu? Liên thị hỏi lại. Mộ Dung Tráng Tráng trả lời, phu nhân. Chúng ta đang ở y quán, có lời cứ việc nói, bổn cung đang ở đây. Thần sắc của Liên thị dần buông lỏng, công chúa cũng có mặt sao? Được. Bà ta giữ chặt tay Thương Mai rồi đứng dậy, Thương Mai kê sau đầu và bên hồng bà ta một chiếc gối mềm, thầy thuốc của y quán Liên dâng lên một chén nước. Thương Mai cho Liên thị uống nước xong Liên hỏi, chuyện diễn ra thế nào? Tại sao Hạ Hoè Quân muốn đẩy mẫu thân xuống? Liên thị xua tay, không phải ông ta. Tráng Tráng tỏ vẻ giận dữ, ngươi còn nói thay cho hắn. Vừa rồi ngươi còn nói là bọn hắn đẩy ngươi mà. Liên thị nói, công chúa cứ bình tĩnh đừng nóng, Hạ Hoè Quân không có trên xe ngựa là mẹ con Trần Nguyệt Nhung đẩy. Tại sao, Tráng Tráng cả giận nói, các nàng vì sao lại đẩy ngươi xuống.
Liên thị lãnh đạm cười, những lời ta nói trong cung đã khiến bà ta mất hết thể diện thì sao bà ta có thể dễ dàng buông tha ta. Nhưng ta thật sự không ngờ bà ta lại nôn nóng như vậy, ngay cả đợi cho hồi phủ cũng không muốn, mới đi được nửa đường đã xuống tay. Không có thị vệ đi cùng chiếc xe ngựa này mà chỉ có Sa Phu đưa ba người về thôi sao? Thương Mai hỏi. Lần này vào cung vốn cũng không mang theo nhiều người, những người khác đều đã đi theo hắn rồi, chỉ phân phó Sa Phu đưa ba người chúng ta trở về. Liên thị nói. Chỉ vì những lời ngươi nói trong cung mà các nàng lại đẩy ngươi xuống xe ngựa sao? Ác độc như vậy mà được à? Mộ Dung Tráng Tráng cực kỳ tức giận, dưới chân thiên tử cũng dám làm bậy như vậy, Trần Nguyệt Nhung này đã ăn tim gấu uống mật báo rồi sao? Liên thị tốt xấu gì cũng là phu nhân của thừa tướng đương triều. Liên thị nói, hiềm khích này nào phải được tích tụ mới một hai ngày. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn Thương Mai, ngươi nói nên xử trí các nàng thế nào? Chỉ cần ngươi lên tiếng, ta nhất định giúp ngươi. Thương Mai ngồi bên giường, xốc ống quần lên. Có một con dao găm buộc bằng giải lụa, thứ này là do Mộ Dung Khanh đưa cho cô. Cô rút chủy thủ ra, lưỡi dao trông có vẻ vô cùng sắc bén, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo và âm u. Cô thong thả nói, trước kia ta từng nghe người ta nói binh khí cũng có sinh mệnh, sẽ hiểu được chủ nhân mà nó theo, nhưng chủ nhân trước hết phải dùng máu để tế nó. Mộ Dung Tráng Tráng vừa nhìn thấy thanh chủy thủ liên cảm thấy quen mắt, nàng ta liên nghĩ ra, đây là thứ mà hôm đó. Hoàng huynh đưa cho lão thất đưa cho ngươi. Nhưng hắn luôn xem nó như bảo bối mà. Thương Mai không hề biết thanh chủy thủ này có ý nghĩa lớn như vậy với Mộ Dung Khanh, dù gì nó cũng là tiên đế tặng cho chàng. Liên thị nghiêng đầu nhìn Thương Mai, thần sắc cũng có chút rung động. Thương Mai thu hồi lại thanh chủy thủ, cô không nỡ để nó bị vấy bẩn bởi máu của phu nhân Nguyệt Nhung. Cô đứng dậy nói với Mộ Dung Tráng Tráng, công chúa, chuyện này, ta sẽ tự mình giải quyết. Người không cần nhúng tay vào. Chính ngươi giải quyết, Mộ Dung Tráng Tráng nghi hoặc nhìn cô rồi nói, được, ta sẽ giao thị vệ cho ngươi dùng. Không cần, Thương Mai lắc đầu, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn, giết gà thì cần gì giao mổ trâu chứ. Đang nói chuyện thì có thị vệ của công chúa vào báo, công chúa, xe ngựa đã bị chặn lại và đang trên đường quay về nhưng phỏng chừng tên Sa Phu kia đã trở về báo tin, hơn nữa. Thị vệ hơi do dự. Mộ Dung Tráng Tráng mất kiên nhẫn hỏi, hơn nữa gì? Hơn nữa, vừa rồi khi xe ngựa trở về, vừa vặn gặp được Thái tử Điện Hạ, hiện giờ Điện Hạ đã theo đến đây, công chúa có muốn tránh mặt một chút không? Thị vệ nói như vậy, là bởi vì trước kia, Mộ Dung Tráng Tráng làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ tránh mặt người của Hoàng Thất, cũng hiếm khi hỏi chuyện của Hoàng Thất. Họ Mộ Dung Tráng Tráng lạnh lùng thốt lên, Thái tử đến đây. Bị đánh một trận mà không ở Đông Cung nghỉ ngồi. Còn hành xác đến tận đây. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Hắn cũng nên đến đây thỉnh an người cô là ta đây cho đàng hoàng. Quả thật người thị vệ trên đường đánh xe trở về đã gặp Thái tử. Thái tử vốn là muốn đến phủ Thái phó, khi đi ngang qua đây thì bị Hạ Oanh Nhiễm tinh mắt nhận ra xe ngựa của Thái tử, liền vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Thị vệ của Thái tử cản xe ngựa lại, sau khi hỏi tình hình thì hôi bẩm Thái tử. Thái tử đang ghé vào chiếc đệm trên xe thì nghe được là Mộ Dung Tráng Tráng muốn dẫn mẹ con Hạ Oanh Nhiễm đi, liền phẫn nộ nói, để ta xem, trưởng công chúa này lại nhiễu sự rồi. Thái tử bị Mộ Dung Khanh phạt đánh nên vốn dĩ đã ôm một bụng tức giận, không thể tìm Mộ Dung Khanh phát thiết nên nghe được Thương Mai cùng Mộ Dung Tráng Tráng đang ở đây liền nghĩ Mộ Dung Khanh muốn cưới Hạ Thương Mai, nên mới muốn dung cây dọa khỉ, ra tay với Hạ Thương Mai, để Mộ Dung Khanh biết được sự lợi hại của hắn. Hơn nữa. Mấu chốt nhất chính là tối nay Mộ Dung Tráng Tráng đề nghị để cho tên phế vật Lương Vương kia nhiếp chính, đây quả là một cú vả mạnh vào mặt hắn, hắn phải nhân cơ hội này mà nhắc nhở Mộ Dung Tráng Tráng rằng đừng tưởng mình bối phận cao là có thể không xem thái tử như hắn ra gì. Phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm đang ngồi trên xe ngựa của thái tử, Hạ Oanh Nhiễm được thái tử giúp vô cùng đắc ý, lại thấy thái tử chỉ có thể nằm úp sấp, hai mắt liên đỏ hoe, ân cần hỏi han, điện hạ, ngài cảm giác thế nào? Những người đó ra tay quá độc ác. Ánh mắt của thái tử lóe lên một tia hung dữ, dám đánh bổn cung, ta sẽ không cho bọn chúng được dễ chịu đâu. Phu nhân Nguyệt Nhung dùng khuỷu tay đẩy tay Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Oanh Nhiễm liền cúi xuống nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương của thái tử, nức nở nói, ta đau lòng chết mất thôi, thà rằng người bị đánh là ta còn hơn để thái tử phải chịu tội như vậy. Thái tử nghe thấy thế thì vô cùng hưởng thụ. Đưa tay vuốt ve má nàng ta, người cũng giúp bổn cung câu tình rồi nhưng Mộ Dung Khanh thủ đoạn ngoan độc như thế có câu tình cũng vô dụng, yên tâm đi,
về sau bổn cung nhất định sẽ giày xéo hắn dưới chân, khiến hắn phải quỳ xuống như chó vẫy đuôi mừng chủ. Hạ Oanh Nhiễm khóc nức nở nói, nhưng lần này Hạ Thương Mai nhất định sẽ kiếm chuyện với chúng ta, hơn nữa, trưởng công chúa cũng ở đó, nếu hai mẹ con thiếp rơi vào tay các nàng không biết sẽ thê thảm nhường nào nữa, Hạ Thương Mai đó cũng là một người ra tay ngoan độc. Thái tử thấy mỹ nhân khóc thì lập tức đau lòng, có bổn cung, ai dám động vào một sợi tóc của nàng chứ? Trưởng công chúa cũng chỉ là hữu danh vô thực, nàng ta biết bổn cung là thái tử sẽ không dám đối nghịch cùng bổn cung. Phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm lén nhìn nhau, đều nở nụ cười đắc ý. Có thái tử làm chỗ dựa vững chắc, còn cần sợ Mộ Dung Tráng sao? Về phần Hạ Thương Mai lại càng không cần phải để vào mắt. Chương 116, bất ngờ hạ thủ. Xe ngựa đang trên đường quay lại y quán thì thấy xe ngựa của Mộ Dung Tráng Tráng, thị vệ dừng xe, hỏi thăm thị vệ bên cạnh xe ngựa Mộ Dung Tráng Tráng, thị vệ trả lời rằng công chúa đang ở bên trong, hắn liền vén rèm lên kính cẩn nói, điện hạ, trưởng công chúa ở bên trong. Hắn run rẩy bước xuống xe dưới sự nâng đỡ của hai tên thị vệ. 30 trượng này so ra vẫn còn nhẹ hều, nếu là ở quân doanh, 30 trượng không đánh cho hắn tàn phế mới là lạ. Thị vệ trong cung hạ thủ lưu tình chính là vì vị thái tử cao quý này từ nhỏ chưa từng chịu đau chịu khổ, luyện võ cũng chỉ khoa chân múa tay, cho nên, lúc bị đánh, đau quá mà ngất đi rồi. Hắn vốn là phải ở trong cung nghỉ ngơi, hoàng hậu yêu cầu hắn lập tức ra khỏi cung để đến phủ thái phó, thái tử cùng phe cánh của hắn bị tổn thương nặng nề, thân là thái tử, nếu không ra mặt, trấn an thần tử sẽ gây ra sự chia rẽ nội bộ. Cho nên hoàng hậu mặc dù thương tiếc hắn nhưng vẫn an bài để hắn mang theo thương tích ra khỏi cung, làm an lòng phe cánh của thái tử. Chỉ là hoàng hậu không ngờ, chuyện chính sự thì hắn không làm mà lại xa vào tranh đấu của tướng phủ. Trưởng quầy của y quán trước thì gặp một vị công chúa giờ lại thêm vị thái tử này thì kinh hãi, đánh thức mọi người trong y quán ra ngoài đợi, mang trà và điểm tâm ra rồi lui vào một góc đợi lệnh, không dám thở mạnh, cũng không biết là phúc hay là họa. Liên thị ở bên trong nghe được thanh âm, liền giữ chặt tay Thương Mai, dặn dò, đừng cậy mạnh. Thương Mai nhẹ giọng trả lời, mẫu thân yên tâm, con biết chừng mực mà. Liên thị lại nói, công chúa, thỉnh người chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Tráng Tráng nói, xin phu nhân yên tâm, hiện giờ trong triều vẫn chưa có người dám khi dễ bổn cung. Hai người cùng đi ra ngoài, ánh mắt của Thương Mai dừng trên mặt thái tử, sau đó hướng ánh mắt xuyên qua thái tử. Nhìn về phía phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm đang đứng sau lưng hắn. Điều dân lớn mật nhìn thấy bổn cung vì sao không quỳ. Thái tử nhìn thấy Hạ Thương Mai liền giận dữ quát lớn. Ánh mắt của Thương Mai chợt ảm đạm, cô dựa theo quy củ tiến lên hành lễ, Hạ Thương Mai khấu kiến thái tử điện hạ. Mộ Dung Tráng Tráng nâng Thương Mai dậy, chậm rãi nhìn thấy thái tử phô trương thanh thế nhỉ, không biết nhìn thấy người cô này, thái tử có hành lễ không? Thái tử làm như lúc này mới nhìn thấy Mộ Dung Tráng Tráng, thần sắc ngạo mạn cũng hơi hòa hoãn, hóa ra là tổ cô ở đây, bổn cung đã nói mà, Thương Mai cũng không dám lớn gan đến mức dám sai người chặn xe ngựa của tướng phủ đang chở thái tử phi của bổn cung bên trong lại. Mộ Dung Tráng Tráng không đáp lời mà chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm. Phu nhân Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm liền tiến lên hành lễ, khẽ nhún mình tham kiến trưởng công chúa. Quỳ xuống. Mộ Dung Tráng Tráng đột nhiên nghiêm giọng, ai dạy ngươi quy củ? Phu nhân Nguyệt Nhung biến sắc, còn chưa nói gì thì Hạ Oanh Nhiễm liền tiến lên nói, công chúa, nơi này không phải ở trong cung, mà ta cũng đã được hoàng hậu hạ chỉ, tứ hôn cùng thái tử điện hạ, dựa theo quy củ, không cần hành lễ quỳ lạy. Mộ Dung Tráng Tráng lạnh lùng nói, ai nói với ngươi rằng có quy củ như vậy? Đường đường là thiên kim tướng phủ, nói ra những lời không có giáo dưỡng như vậy chẳng phải là không có lễ nghĩa sao? Đừng nói ngươi hiện giờ còn chưa phải là thái tử phi, cho dù đã gả cho thái tử, nhìn thấy trấn quốc công chúa là bổn cung đây thì ngươi vẫn phải hành lễ quỳ lạy, ngay cả mẹ chồng tương lai của ngươi là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, cũng phải cung kính gọi ta một tiếng hoàng cô. Hạ Oanh Nhiễm khẽ giật mình, kỳ thật nàng ta không biết lễ nghi cung đình, chính là cảm thấy thái tử phi là hoàng hậu nương nương tương lai, là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này nên không cần phải hành lễ với một vị công chúa. Mộ Dung Tráng Tráng quát chói tai một tiếng, còn không quỳ xuống. Phu nhân Nguyệt Nhung đành phải kéo Hạ Oanh Nhiễm quỳ xuống, hành lễ theo quy củ, vốn tưởng rằng Mộ Dung Tráng Tráng sẽ lập tức cho các nàng đứng lên, nào ngờ Mộ Dung Tráng Tráng chỉ thản nhiên nói với thái tử bị thương, không ở trong cung nghỉ ngơi, tối thế này còn đi đâu. Chuyện này không phiền tổ cô quan tâm,
bổn cung đến là để xem ai đã chặn xe ngựa của tướng phủ lại. Nói xong, thái tử nhìn Thương Mai đầy khiêu khích. Thương Mai chỉ cụp mắt, cúi đầu, trên mặt không một chút biểu tình nhưng trong mắt thái tử lại là Thương Mai đang sợ hãi. Là bổn cung hạ lệnh, Mộ Dung Tráng Tráng lử mắt nhìn phu nhân Nguyệt Nhung, mới vừa rồi các ngươi đẩy Liên thị xuống xe ngựa, khiến thân thể bị trọng thương, bổn cung muốn nghe các ngươi giải thích, xem các ngươi dựa vào cái gì mà hại Liên thị bị thương còn không thèm ngó ngàng mà bỏ đi. Phu nhân Nguyệt Nhung đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đang chuẩn bị mở miệng thì thấy Thương Mai đã sải bước lên trước, túm tóc bà ta, kéo ra cửa. Thương Mai đột nhiên ra tay, ngay cả Mộ Dung Tráng Tráng cũng không lường trước được, phu nhân Nguyệt Nhung tức thì bị hoảng sợ, dùng sức chỉ hai chân lại, hai tay chụp lấy Thương Mai, nhưng cơn đau nhói truyền đến từ da đầu đã khiến bà ta gào khóc thảm thiết. Hạ Oanh Nhiễm định thần lại, nhảy dựng lên, lao ra cả giận nói, Hạ Thương Mai, người to gan nhỉ, mau thả mẹ của ta ra. Thái tử cũng luôn mồm quát lớn, yêu cầu thị vệ ngăn lại. Thương Mai bị thị vệ cản đường nhưng vẫn không buông tay, cô túm chặt tóc của phu nhân Nguyệt Nhung, sắc mặt âm trầm và ngoan độc khiến cho bọn thị vệ sinh lòng khiếp sợ. Bắt lấy, thái tử lạnh lùng nói. Thị vệ rút kiếm chĩa vào Hạ Thương Mai, Mộ Dung Tráng Tráng xa sầm mặt, ai dám làm cho Nhiếp Chính Vương phi tương lai bị thương, bổn cung sẽ lấy đầu kẻ đó. Một câu Nhiếp Chính Vương phi đã khiến bọn thị vệ bị chấn động. Người của thái tử nhìn hắn rồi lại nhìn Mộ Dung Tráng Tráng, tạm thời không dám động thủ. Thái tử nổi giận, tổ cô muốn gây khó dễ cho bổn cung. Người khiến cho mẹ vợ tương lai của bổn cung bị xấu mặt, người quên mình là người của hoàng thất rồi sao? Mộ Dung Tráng Tráng không biết Thương Mai muốn làm gì nhưng dù có muốn làm gì đi nữa thì nàng ta cũng sẽ hỗ trợ. Cho nên nàng ta lại lệnh cho bọn thị vệ đang cầm kiếm, lui ra cho bổn cung. Câu này cực kỳ nghiêm khắc. Vẻ mặt cũng lạnh lùng băng xương, hiển nhiên, uy nghiêm của Trấn Quốc công chúa không phải là chuyện đùa. Nàng ta nhìn Thương Mai, ánh mắt của Thương Mai lóe lên một tia độc ác còn tay kia thì nắm chặt đến mức nổi gân xanh, nàng dĩ nhiên đoán được Thương Mai muốn tiên hạ thủ vi cường, bởi vì một khi thái tử lên tiếng thẩm vấn việc này sẽ tương đương với việc hắn ta sẽ nhúng ta vào vụ án và kết quả tất sẽ do hắn định đoạt. Mà Thương Mai lại không muốn tha cho bà ta nên định đích thân giải quyết chuyện này. Quả nhiên. Thị vệ lùi lại, Thương Mai liền dùng sức túm tóc phu nhân Nguyệt Nhung và đập mạnh đầu bà ta vào đá cẩm thạch cạnh cửa. Thân là quân y, cô dư sức khống chế được độ mạnh nhẹ, với cú va chạm này, phu nhân Nguyệt Nhung lập tức nằm bẹp xuống đất, máu tươi trên trán tràn ra. Động thái này khiến Hạ Oanh Nhiễm cùng thái tử kinh hãi, thái tử không bao giờ tưởng tượng được rằng Hạ Thương Mai dám đánh người bị thương trước mặt hắn. Hơn nữa, Hạ Thương Mai vẫn không chưa dừng tay, cô rút chủy thủ ra. Ngay trước khi thị vệ chạy lại đỡ phu nhân Nguyệt Nhung dậy, chủy thủ chợt lóe và chặt đứt đầu ngón tay trái của phu nhân Nguyệt Nhung. Tiếng kêu thảm thiết của phu nhân Nguyệt Nhung vang tận mây xanh, Hạ Oanh Nhiễm cuống đến phát điên, tức giận nói, Hạ Thương Mai, ta phải giết ngươi. Thái tử nhìn thấy sự lạnh lùng lóe lên từ đáy mắt Thương Mai rồi lại nhìn tay cô sợ hãi kêu lên, không được, Oanh Nhiễm, lui ra. Nhưng đã quá muộn rồi, chủy thủ của Thương Mai đã xẹt qua má trái của Hạ Oanh Nhiễm. Máu từ miệng vết thương trên mặt phun ra như một thác nước nhỏ, chảy xuống ào ào. Hạ Oanh Nhiễm chỉ cảm thấy trên mặt lạnh như băng, tiện đà cảm nhận được sự ướt át trượt theo hai má mình, nàng ta đưa tay sờ, thì thấy tay đầy máu tươi, sợ tới mức hai mắt trợn trắng, té xỉu trên mặt đất. Thương Mai lấy khăn tay lau chùi thủ, sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói với trưởng quầy của y quán, làm phiền đại phu cầm máu cho các nàng. Chương 117, mời nha môn. Người của y quán run rẩy đi lên giúp phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm cầm máu, bọn họ bị dọa sợ đến mặt trách bệch, không ngờ một cô gái yếu đuối nhu nhược như vậy lại có thể hạ thủ tàn nhẫn thế. Thái tử thấy Hạ Thương Mai đã thương hai người ngay trước mặt mình, thốt nhiên giận dữ, hạ lệnh, người đâu, bắt ngay nữ tử ác độc này lại cho ta. Mộ Dung Tráng Tráng tiến lên một bước, cười lạnh nói, bổn cung lại muốn xem ai dám lên. Thương Mai cùng Mộ Dung Tráng Tráng trao đổi ánh mắt rồi liền tiến vào. Thái tử nhịn đau ép lên trước một bước, nhìn chằm chằm Mộ Dung Tráng Tráng, tổ cô xem ra là muốn xen vào việc của người khác, người tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, đắc tội bổn cung không có kết quả gì tốt đâu. Mộ Dung Tráng Tráng lạnh lùng nói, thái tử, người thật là coi trọng mình quá đấy, mang người của trở về đi thôi, nếu như nẹ uốn báo thù cho vị hôn thê của ngươi thì hãy lên nha môn mà tố cáo, để cho nha môn đốc thụ vụ án này. Nói xong, nàng phân phó xe ngựa, nghe lệnh, đến tướng phủ. Thái tử cắn răng nghiến lợi nói, được,
chúng ta đến tướng phủ làm cho rõ chuyện này, người đâu, mời nha môn. Thái tử căn bản cũng không lo cho Hạ Oanh Nhiễm, chỉ lo chính mình, xem ra Hạ Oanh Nhiễm đã bị hủy dung rồi, hơn nữa mới vừa nãy nàng ta mặt đầy máu hắn đã cảm thấy cực kỳ chán ghét, không muốn nhìn thấy nàng ta nữa. Người của y quán đã cầm máu cho phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm, nhưng vết máu trên mặt vẫn còn chưa lau đi, nhìn hết sức dữ tợn và đáng sợ. Hạ Oanh Nhiễm đã tỉnh lại, khóc lóc nói với Thái tử, Điện Hạ, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Nàng ta vừa nói, vừa đi lại gần. Thái tử quá liền vội vàng lui về phía sau, vẫy tay chán ghét nói, ngươi tránh ra đi, đừng dính máu cả người bổn cung. Sắc mặt Hạ Oanh Nhiễm trắng nhợt, cơ hồ không thể tin được nhìn Thái tử, run rẩy hỏi, Điện Hạ, ngài nói gì? Thái tử vẫy tay với thị vệ nói, đỡ bổn cung lên xe ngựa, đem mẹ con nàng ta đưa lên xe ngựa của mình, đi tướng phủ. Rõ, thị vệ vội vàng đỡ Thái tử đi ra ngoài, cơ hồ là nửa nâng Thái tử lên xe ngựa. Bên kia, Thương Mai đã đỡ Liên Thị đi ra, Liên Thị choáng váng đầu, người cũng tựa vào trên người Thương Mai, lại không nhìn thấy gì cả, chỉ kéo lê bước chân sưng phù đi tới. Hạ Oanh Nhiễm thấy Thương Mai và Liên Thị, lòng tràn đầy bi phẫn xông tới, muốn nhào qua, nhưng nhìn thấy ánh mắt lãnh nhược băng xương của Thương Mai liền rét run trong lòng, dừng bước chân lại, miệng mắng, tiện nhân ngươi, chờ trở về phủ ta để bảo cha dạy dỗ ngươi, ngươi nhớ lấy, là ngươi tự tìm cái chết. Thương Mai dường như không nghe được, đỡ Liên Thị đi ra ngoài, thần sắc như cũ âm hẳn không thôi. Phu nhân Nguyệt Nhung được đại phu của y quán đỡ lên, đầu bà ta rất choáng váng đến cơ hồ không nhịn được, tóc lõa xóa xuống mặt, toàn bộ nhuộm máu, che khuất tầm mắt, ngón tay út của bà ta đã đứt lìa, đã không cách nào nối lại được, đại phu phải dùng vải cột lại rồi rắc bột cầm máu, coi như là tạm thời cầm máu, nhưng vẫn còn phải thêm một bước xử lý. Bà ta nhìn chằm chằm Thương Mai, ánh mắt lấp ló sau tóc mái, phát ra vầng u ám giống như ác quỷ đêm đen, từ trong kẻ răng nghiến lại nói một câu, Liên Thúy Ngữ, Hạ Thương Mai, các ngươi hãy chờ đấy. Bà ta nói như vậy, tưởng là đã thật sự hù dọa được nàng rồi. Bà ta không hiểu Hạ Thương Mai tại sao phải trở nên ác độc như vậy, lúc nàng chặt ngón tay bà ta, mắt cũng không hề chớp một cái, sự tàn khốc trong mắt nàng đã dọa cho bà ta tưởng như mình đã nhìn thấy cả câu hồn ác quỷ nơi địa ngục. Lòng bà ta hoảng loạn, rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy mình không phải là đối thủ của Hạ Thương Mai. Bà ta liên kết suy nghĩ trước sau một chút, không biết có thể tiếp tục bảo vệ địa vị thái tử phi của Oanh Nhiễm nữa hay không, Nhiếp Chính Vương nói những lời đó cộng thêm thái độ mới vừa rồi của thái tử, bà ta cảm thấy chuyện có thể sẽ có thay đổi. Nhưng mà, có lẽ sẽ không đâu, Oanh Nhiễm và thái tử cũng đã có sự gần gũi thân thể, dù cho Oanh Nhiễm có bị hủy dung đi nữa thì có thể thái tử vẫn có tình cảm với Oanh Nhiễm. Phần tình cảm này chỉ cần có thể kéo dài đến khi Oanh Nhiễm được gả đến chỗ thái tử là được rồi. Mộ Dung Tráng Tráng hỗ trợ đỡ Liên Thị lên xe ngựa, sau khi ngồi xuống, tay Thương Mai một mực ôm chặt Liên Thị. Mộ Dung Tráng Tráng chú ý thấy cổ tay Thương Mai còn dính vết máu, nàng lấy ra khăn tay đưa cho Thương Mai, trên cổ tay có máu, lau đi. Thương Mai im lặng nhận lấy, cảm ơn. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn nàng, đáy mắt thêm mấy phần tán thưởng. Không ngờ vừa rồi nàng lại dám hạ thủ với mẹ con Trần Nguyệt Nhung trước mặt thái tử. Trước đây nàng đã nói nàng tự mình đến báo thù, còn tưởng rằng chỉ là nói thế thôi, dẫu sao thì nàng cũng không thể nào chống lại thái tử được. Thế mà không ngờ, nàng thật sự dám làm, trực tiếp giơ đao tiến tới. Sự tàn nhẫn đó, nếu để hoàng tổ mẫu thấy, không biết sẽ thích như thế nào. Nàng không khỏi tò mò hỏi, Thương Mai, lúc nãy ngươi không sợ sao? Thương Mai lấy chủy thủ ra, cẩn thận lau chùi, ngẩng đầu lên, ta thấy có chút phiền não, không nên làm dơ bẩn cây chủy thủ này, chẳng qua là lúc đấy không có đao, chỉ có thể để nó chịu ấm ức. Mộ Dung Tráng Tráng bật cười, người cũng đúng là, sao mà nói đánh là đánh ngay vậy hả? Tốt xấu gì cũng thì cũng phải nói một câu với bọn họ rồi hãy ra tay chứ. Thương Mai lắc đầu, nhớ tới cuộc sống 8 năm đặc công quân y của mình, công chúa, người cảm thấy hạng người gì đáng sợ nhất? Mộ Dung Tráng Tráng suy nghĩ một chút, là kẻ âm hiểm giảo hoạt à? Không, Thương Mai lau thật kỹ cây chủy thủ, nhìn Mộ Dung Tráng Tráng, ánh mắt như cây đuốc sáng ngời, là kẻ liều mạng và kẻ quyền cao chức trọng đáng sợ nhất, mới vừa rồi thị vệ của thái tử không nhiều mà lại có hai người phải đỡ hắn, nếu ta không thể hiện bản lĩnh trước thì không thể trấn áp bọn họ. Hơn nữa, ta dám động thủ như vậy, một chính là bởi vì chủy thủ trong tay là di vật của tiên đế. Thứ hai là bởi vì có công chúa ở đó nên không ai dám cản rỡ,
nếu như không có hai điều kiện này, ta có tàn nhẫn hơn nữa thì bọn họ cũng không sợ. Kẻ liều mạng, dù cho thế đơn lực bạc, nhưng cứ điên cuồng tàn bạo như chó điên thì vẫn có thể giết chết vô số người. Còn người quyền cao chức trọng, nắm trong tay quyền thế thì có thể khiến cho người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Thái tử là kẻ quyền cao chức trọng, nhưng mà vẫn không bằng Nhiếp Chính Vương và Tiên Đế. Vì có hai điều này nên cô mới dám ra tay. Mộ Dung Tráng Tráng gật đầu, người khoan hãy vui mừng vội, về đến tướng phủ, một khi có người của nha môn tham gia vào là không còn buông lỏng như vậy được nữa. Không phải ngươi có bản lĩnh là có thể dọa lui được người của nha môn, nhận vụ án này là nha môn phải lập án lưu trữ, dù là lão thất cũng không thể làm việc thiên tư, có nhiều người nhìn thấy người hạ thủ với Hạ Oanh Nhiễm và Trần Nguyệt Nhung như vậy, ngươi chưa chắc có thể dễ dàng thoát thân. Lúc nãy nàng ta bảo thái tử tìm đến nha môn, chẳng qua chỉ là một câu hăm dọa nhất thời, không ngờ thái tử thật sự sai người đi thật, Mộ Dung Tráng Tráng hết sức ảo não, cảm thấy mình hại Thương Mai. Thương Mai mỉm cười, cái này thì phải nhờ công chúa hỗ trợ rồi. Tình huống khi nãy cần phải ra tay tàn bạo, nhưng mà giờ đến nha môn thì phải đổi sang dùng tâm kế. Mộ Dung Tráng Tráng nói, ta không ngại giúp ngươi, chỉ sợ ta cũng không thể làm việc thiên vị. Thương Mai lắc đầu, ta không bắt công chúa làm việc thiên vị, chỉ cần công chúa nói với người của nha môn những chuyện đã xảy ra tối nay là được rồi. Mộ Dung Tráng Tráng nói, nhưng mà ngươi cảm thấy Trần Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm sẽ thừa nhận là bọn họ đẩy phu nhân xuống sao? Họ nhất định sẽ dùng mọi cách chống chế, hơn nữa, thái tử sai người đi tìm nha môn, chắc chắn là tìm Kinh Triệu Doãn, Lương Đại Nhân là cháu của Lương Thái Phó, là người ở phe thái tử, nếu nha môn nhận được tin của mẹ con Trần Nguyệt Nhung trước, cộng thêm gặp lại ngươi ra tay tổn thương người, chỉ sợ là ngươi sẽ khó thoát khỏi nạn lao tù. Liên Thị vẫn im lặng nghe không lên tiếng, vào lúc này bỗng nhiên nói, công chúa, ta giờ vẫn là chủ mẫu của tướng phủ, vai vế trên dưới rõ ràng, đang lúc không có chứng cớ, nha môn phải tin lời ta trước. Chương 118, có tội gì? Mộ Dung Tráng Tráng suy nghĩ một chút, cười lên, không sai, vai vế khác biệt, Trần Nguyệt Nhung chẳng qua là thiếp, Thương Mai là đại tiểu thư của tướng phủ. Nếu do bổn cung chứng thực là bọn họ thật sự đẩy phu nhân xuống xe ngựa, cố ý mưu hại chủ mẫu, thân là đại tiểu thư Thương Mai, nàng ấy có quyền lực trừng phạt bọn họ, còn về mức độ thế nào, có thể căn cứ tội ác nặng nhẹ mà cân nhắc, phu nhân giờ đã không còn nhìn thấy được thì đã là trọng thương rồi, như vậy, Thương Mai chỉ cần không giết họ thì vẫn có thể cãi lại trên công đường. Luật pháp của Đại Chu quả thật là như vậy, thiếp thị ở trong phủ chẳng qua chỉ được coi một nửa là chủ tử thôi. Còn phải nghe lệnh của tiểu thư chớ đừng nói chi là phu nhân. Trong rất nhiều gia đình, chủ mẫu nhìn thiếp thị không vừa mắt, chỉ như vậy thôi mà đã đánh chết không biết bao nhiêu người, về điểm này thì Trần Nguyệt Nhung thật không được coi ra gì. Chỉ có điều Trần Nguyệt Nhung ở trong phủ nhiều năm, tự cho mình là phu nhân, đã sớm quên mất thân phận thật sự của mình, không chỉ bà ta mà rất nhiều người khác cũng đều quên điều đó, trong tiềm thức cũng cho rằng bà ta mới là phu nhân. Nàng nhìn về phía Thương Mai, người cũng hiểu về luật pháp. Thật giỏi lắm. Mới vừa rồi trong lòng nàng đã có dự tính, có thể thấy, không phải chỉ có mình Liên Thị biết, nàng cũng biết. Thương Mai hiểu biết luật pháp không nhiều, lại cũng không có thời gian từ từ xem, chẳng qua là đặc biệt lưu tâm đọc một chút về đề tài này trong mấy cuốn sách siêu tầm của Liên Thị. Vậy nên, chỉ cần thái tử chịu làm lớn ra thì chuyện này phía Trần Nguyệt Nhung sẽ không đủ đạo lý để nói. Thương Mai nhìn Mộ Dung Tráng Tráng, công chúa, người có thể mời giúp một người đến hay không? Nếu có này người hỗ trợ, chuyện tối nay cơ bản không cần phải lo. Ai? Mộ Dung Tráng Tráng hỏi. Lễ Thân Vương, Thương Mai hé môi nhẹ nhàng nhả ra ba chữ. Mộ Dung Tráng Tráng cười lên, Lão Tam. Bởi vì đi mời Lễ Thân Vương, họ phải trì hoãn ít nhất hơn nửa canh giờ mới quay về lại tướng phủ. Lễ Thân Vương không theo xe tới, nói sẽ đến sau. Cử tướng phủ mở ra, phía trước dừng mấy cỗ xe ngựa. Còn có cổ kiệu của nha môn cũng ngừng ngay ngắn ở phía sau một chiếc xe ngựa phủ màu xanh lá cây, xem ra, chiến trận tối nay rất lớn. Mộ Dung Tráng Tráng thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thật tốt, ngay cả thái phó cũng đều đã tới. Có thể thấy thái tử đã đi trước một bước sai người thông báo hạ thừa tướng và lương thái phó cùng nhau nghị sự rồi tới cùng nhau. Thương Mai đợi người vào cửa, Thúy Ngọc cô bên cạnh lão phu nhân liền đi tới, đầu tiên là hành lễ với Mộ Dung Tráng Tráng. Tiếp đó nói với Liên Thị và Thương Mai, lão phu nhân mời phu nhân cùng đại tiểu thư đến phòng chính. Thương Mai không đáp lại Thúy Ngọc cô, đỡ Liên Thị bước qua ngưỡng cửa thật cao, đi thẳng phòng khách. Phòng khách tướng phủ đèn đuốc sáng choang,
Lão phu nhân ngồi ở chính giữa trên ghế thái sư, hạ thừa tướng ngồi ở phía bên phải, thái tử vốn cũng có chỗ ngồi, nhưng hắn không ngồi, có người đỡ đứng ở bên cạnh Lương thái phó, nhìn lại thấy có mấy phần giống kẻ hầu của Lương thái phó. Ở phía bên phải phòng khách có hai người ngồi, nhìn dáng dấp đều là đại thần ở phe thái tử tối nay đến nghị sự. Ngồi bên trái là một người đàn ông trung niên mặc quan phục có dáng vẻ uy nghiêm, thấy Thương Mai và Mộ Dung Tráng Tráng đi vào, ông ta liền đứng lên đầu tiên. Sau lưng ông ta có vài người ăn bận giống sai dịch, Thương Mai đoán ông ta chính là Kinh Triệu Doãn Lương đại nhân, là cháu của vị Lương thái phó kia. Hạ Oanh Nhiễm và phu nhân Nguyệt Nhung được đại phu ở bên cạnh xử lý vết thương, thấy Thương Mai đi vào, phu nhân Nguyệt Nhung khóc quỳ xuống, mẫu thân, xin người làm chủ cho thiếp, thiếp vô cớ bị nàng ta đả thương rất nặng, ngay cả tay ngón tay cũng chặt đi, chỉ tổn thương thiếp thì thôi, Oanh Nhiễm được chỉ hôn cho thái tử rồi, vậy mà lại bị hủy dung, sau này làm thế nào gặp ai nữa chứ? Xin mẫu thân và chư vị đại nhân làm chủ cho thiếp. Mọi người đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Tráng Tráng trước, Mộ Dung Tráng Tráng đi thẳng qua đi, ngồi ở cái ghế bên cạnh Kinh Triệu Doãn, bốn tên thị vệ nhanh chóng đứng ở sau lưng nàng như bốn ngọn núi lớn bảo vệ Mộ Dung Tráng Tráng. Sau khi ngồi xuống, nàng ta mới nhàn nhạt nói, tất cả ngồi đi, đứng làm gì. Mọi người mới ngồi xuống, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thương Mai và Liên Thị. Thương Mai đỡ Liên Thị đi về cạnh Mộ Dung Tráng Tráng, định để cho bà ngồi xuống. Lão phu nhân quát một tiếng, hai người các ngươi quỳ xuống cho ta. Thương Mai không làm theo, đỡ Liên Thị ngồi xuống xong mới ngẩng đầu nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân, dám hỏi con và mẫu thân đã phạm phải lỗi gì? Sao vừa vào cửa liền phạt quỳ? Lão phu nhân nheo mắt lại nhìn chằm chằm Thương Mai, sắc mặt tái xanh, gân xanh trên trán cũng hơi hiện rõ, bà ta vỗ tay vịn bàn một cái. Tàn khốc nói, ngươi còn dám hỏi ngươi phạm vào lỗi gì? Cũng tại ngày xưa ta quá dung túng ngươi nên mới khiến cho ngươi trở nên ngang ngược tàn độc như vậy, ngay cả thứ mẫu cũng dám ra tay đả thương, hôm nay thái phó cùng Lương đại nhân ở đây, ta nhất định không thể tha cho ngươi, nhất định phải vì đại nghĩa diệt thân. Nói xong, bà ta quay đầu nhìn Kinh Triệu Doãn Lương đại nhân, đau lòng ôm đầu nói, Lương đại nhân, ta không có cách quản giáo gia đình, dạy con cháu sai lầm, vốn là chuyện nhà mà lại để kinh động đại nhân. Ta thật sự cảm thấy xấu hổ. Chuyện này đành làm phiền đại nhân thẩm tra xử lý, nên đánh nên phạt thế nào đều không cần nể mặt ta, đại nhân cứ y theo luật pháp làm việc là được. Vừa vặn công chúa cũng ở đây, ta càng không thể giúp được gì. Lúc bà ta nói câu nói sau cùng, mặt mũi kính cẩn nhìn về phía Mộ Dung Tráng Tráng, nhưng trong đáy mắt vẫn một mảnh lạnh lẽo, không có ý kính cẩn chút nào. Mộ Dung Tráng Tráng nhìn mọi người bên cạnh đều có trà. Duy chỉ có nàng ta từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn không có ai đến dâng trà, xem ra tướng phủ thật sự coi thường nàng không có quyền gì. Kinh Triệu Doãn Lương đại nhân nghe lão phu nhân nói xong liền chắp tay nói, lão phu nhân không cần tự trách, đây vốn là án gây tổn thương cho người khác, do nha môn thẩm tra xử lý cũng là lẽ thường tình, nếu hôm nay thái tử và công chúa có mặt ở đây, thái phó đại nhân cũng ở đây rồi thì đỡ phải trở về nha môn. Chúng ta cứ làm rõ ràng tình huống ở đây đã rồi hắn tính tiếp. Không biết ý thái tử điện hạ như thế nào. Thái tử lạnh lùng nói, dĩ nhiên là phải thẩm lý ngay tại đây, bổn cung không đến nha môn, ngươi lo hỏi nhanh đi, đúng như lão phu nhân nói, nên đánh nên phạt, nên tống vào đại lao hay thế nào thì cứ làm cho xong việc ngay tối này, không cho phép kéo dài nữa. Thái tử hai chân đã tê cứng, nhưng lại ngồi không được, trong lòng đã không nhịn được, nếu không phải là vì xả cho được cục tức này thì hắn đã sớm rời đi. Lương đại nhân chắp tay, tuân lệnh. Xin nghe theo điện hạ phân phó. Hắn ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Liên Thị một cái, hắn không biết Liên Thị mù, chỉ thấy trán Liên Thị băng bó, vị trí vết thương giống với phu nhân Nguyệt Nhung. Vốn đã quen thuộc luật pháp, tự nhiên biết chuyện này có chút khó giải quyết, nhưng may mắn có thái tử và thúc phụ ở đây, áng chừng việc thẩm tra xử lý cũng sẽ không quá khó khăn. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Thương Mai, nói, hạ Thương Mai, nơi này không phải là công đường, cho nên ngươi không cần quỳ xuống. Tuy nhiên lúc thẩm vấn, ngươi nhất định phải đứng. Thương Mai vốn đang đứng, nghe Lương đại nhân nói vậy, cô nhàn nhạt nói, vậy là đại nhân đang cho là ta đang ngồi sao? Lương đại nhân thấy cô kiêu ngạo như vậy, liền biết là vì có công chúa ở đấy bảo hộ nên lại nói, được, bổn quan hỏi ngươi, phu nhân Nguyệt Nhung xác nhận làm ngươi nắm tóc bà ấy kéo đến đập vào trên đá cẩm thạch của cửa y quán, còn dùng chủy thủ cắt một ngón tay của bà ấy. Sau đó lại đả thương tướng phủ nhị tiểu thư Hạ Oanh Nhiễm. Người có nhận tội không? Thương Mai nói, không sai, đều là ta làm, nhưng ta dám hỏi đại nhân một câu, ta có tội gì?
Chương 119, khai đường. Sắc mặt Lương đại nhân hơi tức giận, nếu ngươi thừa nhận là ngươi gây nên, vì sao lại còn nói ngươi vô tội? Ngươi vô cớ tổn thương thứ mẫu cùng thứ muội, dựa theo luật pháp mà nói thì chính là có tội. Thương Mai bình tĩnh nói, đại nhân nếu đã hỏi vậy, tại sao lại không hỏi ta cớ gì làm tổn thương họ họ trước? Lương đại nhân không vui nói, dù là từ nguyên nhân gì, ngươi đều không có thể đánh bị thương người như vậy. Thứ mẫu tuy là không phải mẹ, nhưng cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi đánh trọng thương các nàng là đã phạm vào luật pháp. Lại còn ngay trước mặt thái tử điện hạ và công chúa dám nói mình vô tội. Thân là tướng phủ đại tiểu thư, sao ngươi có thể bất nhân bất hiếu, rồi lại còn mặt dày vô sỉ như vậy chứ? Mộ Dung Tráng Tráng nghe Lương đại nhân nói vậy, hơi nhíu mày, đây là những lời thẩm vấn à? Sự thật không hỏi, chỉ nhắm vào chỉ trích đạo đức, xem ra vừa nãy nàng ta nói với Thương Mai mình và lão thất không cách nào làm việc thiên vị là sai hoàn toàn, bởi vì đã có người làm việc thiên vị trước rồi. Nàng ta đang định lên tiếng tương trợ thì Thương Mai đã lên tiếng, đại nhân, mẫu thân ta là chủ mẫu đương thời của tướng phủ, tuy không phong tước hiệu nhưng là nhất phẩm thừa tướng phu nhân đương triều đàng hoàng, một vị phu nhân nhất phẩm đương triều bị người ta mưu hại, đẩy xuống xe ngựa, đại nhân nhận thấy tính nghiêm trọng của chuyện này nằm ở chỗ nào? Lương đại nhân ngẩn ra, có loại chuyện này. Mẫu thân ta đang trên đường từ trong cung trở về phủ, là thứ mẫu và thứ muội đẩy mẫu thân ta xuống khỏi xe ngựa dẫn đến trọng thương, hai mắt bị mù, ta thân là đại tiểu thư của tướng phủ. Xin hỏi đại nhân, từ luật pháp của Đại Chu và lễ nghĩa mà nói, ta có quyền trừng trị hung thủ mưu hại mẫu thân ta hay không hả? Từng câu từng chữ của Thương Mai đanh thép rõ ràng, luận từ luật pháp cho đến lễ nghĩa, tuy câu chữ ngắn gọn nhưng một giọt nước cũng không thể lọt. Cơ hồ khiến cho Lương đại nhân không thể cãi lại. Lương đại nhân chỉ đành phải nhìn về phía phu nhân Nguyệt Nhung, Trần Thị, Hạ Thương Mai xác nhận ngươi đẩy chủ mẫu xuống xe ngựa dẫn đến trọng thương mù mắt, ngươi có giải thích gì trong chuyện này không? Phu nhân Nguyệt Nhung khóc hô to oan uổng, đại nhân, tuyệt đối là oan uổng, ta sao có thể làm ra chuyện ác độc tới như vậy? Chuyện đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cụ thể nói cho bổn quan nghe. Lương đại nhân tuy thần sắc ngưng trọng nhưng giọng điệu cũng hết sức ôn hòa. Phu nhân Nguyệt Nhung nói, bẩm đại nhân, chuyện là như vậy, đêm qua ta vào cung tham gia yến hội, lúc ra khỏi cung thì đã quá giờ hợi buổi tối, tướng gia đưa đám người ta xuất cung, nói muốn cùng thái phó đại nhân uống một ly nên bảo phu nhân và ta đưa oanh nhiễm trở về phủ trước. Lúc ra khỏi cung, mọi chuyện vẫn luôn là êm đẹp, phu nhân nói mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, không cho phép ta và oanh nhiễm nói chuyện. Sau đó oanh nhiễm vô tình nói câu lo âu thái tử, phu nhân liền nhất thời nổi đoá, mắng rất nhiều nhiều lời khó nghe. Phu nhân nói oanh nhiễm không biết tự trọng, mất mặt, không nên đi cầu xin cho thái tử. Mới đầu ta và oanh nhiễm đều không dám đáp lời, biết được bà ấy ở trong phủ trước giờ vẫn tinh khí này, nghĩ là cứ để mặc cho bà ấy phát tiết một trận cũng không sao. Ai ngờ càng mắng càng quá đáng, làm nhục ta và oanh nhiễm. Ta thật sự là không nhịn được, liền mở miệng đáp lại mấy câu. Mấy câu này cũng hơi quá, phu nhân liền như phát điên đánh đập ta, tát tới tấp vào mặt ta, oanh nhiễm kéo bà ấy ra, ngăn lại ở giữa ta và bà ấy. Bà ấy thấy đánh không được ta thì liền vén rèm lên rồi nhảy xuống, trước khi nhảy xuống còn ném ra lời nói muốn để cho ta mãi mãi gánh trên lưng tội danh mưu hại chủ mẫu. Phu nhân Nguyệt Nhung nói hết sức sinh động, hình tượng, ngay cả động tác cũng thêm thắt vào. Sự bi phẫn trong đáy mắt cũng không che giấu được, phảng phất như là bị ấm ức vô cùng lớn. Sau đó thì sao? Lương đại nhân thấy Thương Mai không cãi lại, liền hỏi tiếp. Sau khi bà ấy nhảy xuống không bao lâu thì có xe ngựa tới ngăn lại, là thị vệ của công chúa, họ nói chúng ta dính vào vụ án bị thương người khác, muốn dẫn ta trở về thẩm vấn. Trên đường trở về vừa vặn gặp được thái tử, điện hạ nghe nói chúng ta bị liên lụy vào án làm bị thương người khác nên cũng muốn đi theo đi xem thế nào. Đến y quán bên kia, chúng ta mới biết thì ra là công chúa và hạ Thương Mai cứu phu nhân lên. Công chúa hỏi tới nguyên do, ta còn chưa kịp nói thì Hạ Thương Mai đã tiến lên kéo tóc thiếp đi đến cửa, nàng ta rất khỏe, giống như là muốn đẩy ta vào chỗ chết không bằng. Nàng ta kéo ta đập vào phía cửa, ta cầu xin tha thứ như thế nào cũng không chút lưu tình, kéo ta đập vào sau tường. Nàng ta vẫn chưa chịu tha cho ta, cầm ra một cái chủy thủ sắc bén chặt ngón tay ta. Oanh nhiễm chạy lên cứu ta thì liền bị nàng ta dùng chủy thủ hủy dung, một mặt đầy máu bắn tứ tung mà nàng ta vẫn còn đang cười lạnh. Bà ta kể hết sức cặn kẽ quá trình Thương Mai ra tay, thậm chí ngay cả biểu cảm cười nhạt trên mặt như vậy cũng không bỏ sót. Nếu là người không biết nội tình nghe được thì chỉ sẽ cảm thấy Hạ Thương Mai tàn bạo mà thôi, ngay cả thứ mẫu và em gái mình cũng có thể hạ thủ tàn nhẫn như vậy.
Phu nhân Nguyệt Nhung nói xong, vừa khóc vừa nói, đại nhân, câu nào của thiếp cũng đều là thật cả. Thái tử điện hạ và công chúa đều ở đó chứng kiến, đại nhân nếu không tin thì có thể hỏi điện hạ và công chúa. Lương đại nhân hít một hớp khí lạnh, nhìn Thương Mai nghiêm nghị hỏi, thế mà lại có thể hạ thủ ác độc như vậy, không hổ là đại tiểu thư của tướng phủ. Bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói? Mau lấy hung khí chủy thủ ra. Thương Mai cũng không lấy, chỉ tiến lên một bước, thần sắc có chút châm chọc, đại nhân, ngài là người trông coi trị an trong kinh nhiều năm, am tường đạo thẩm án, không cần ta nói chắc ngài cũng biết, tra án thì phải có bằng chứng, cần nghe cả hai phía khai báo. Hôm nay ngài chỉ nghe bà ta nói, không hỏi người làm chứng, không hỏi ta, không hỏi mẫu thân ta mà đã nói ta ác độc, bảo ta lấy ra cái gọi là hung khí hành hung kia nữa chứ. Thật không biết những vụ án đại nhân phán trong mấy năm nay có bao nhiêu là oan sai đây. Lão phu nhân giống như là rốt cuộc không nhịn được lửa giận trong lòng, nổi giận nói, ngươi còn dám cãi. Mau nhận tội thì còn có thể được khoan hồng, nếu còn cố cãi không chịu nhận tội thì chỉ càng làm gia tăng hình phạt cho ngươi mà thôi. Đến lúc đó, tướng phủ cũng không cứu được ngươi. Thương Mai lạnh lùng nói, lão phu nhân, Thương Mai chưa bao giờ dám có hy vọng xa vời là tướng phủ sẽ bảo vệ cho ta. Các người tối nay bày ra cái trận thế này, không phải là muốn đẩy ta đi vào sao? Nếu các người dùng cái án này để nói chuyện, thế thì chúng ta cứ nói một chút xem. Nàng xoay người nhìn phu nhân Nguyệt Nhung, đáy mắt như băng lạnh lẽo, bà nói mẫu thân ta nhục mạ bà, đánh bà dữ dội ở trên xe ngựa, thậm chí vì muốn vu khống tội mưu hại chủ mẫu cho bà mà không tiếc thân nhảy xuống xe ngựa, chưa nói đến việc chuyện này không có người nhìn thấy, cho dù có đi nữa thì lúc mẫu thân ta nhảy xuống. Tại sao bà không cho ngựa xe dừng lại tới cứu? Phu nhân Nguyệt Nhung tựa như sớm đoán được cô sẽ hỏi như vậy, không hoảng hốt không vội vàng nói, lúc bà ấy nhảy xuống, xe ngựa đi không nhanh, rất chậm. Oanh Nhiễm còn vén rèm lên nhìn xem, lúc bà ấy nhảy xuống vẫn còn có thể đứng lên được. Được, coi như mẫu thân có thể đứng lên, hai người không dừng xe mà tiếp tục đi về phía trước, như vậy là muốn bỏ bà ấy lại nơi phố lớn không người giữa đêm đen, đúng không? Thương Mai tiếp tục tra hỏi. Phu nhân Nguyệt Nhung mặt biến sắc không, không, khi đó ta bị bà ấy đánh có chút choáng váng đầu, một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại, hơn nữa lúc ấy ta cũng không có ý thức được là xe ngựa không quay đầu lại, ta cho là phu xe sẽ quay đầu. Chủ mẫu của tướng phủ bị ném ở bên ngoài, chuyện này không thể để truyền ra ngoài được. Thương Mai ép tới gần một bước nữa, nói như vậy là phu xe biết mẹ ta rớt xuống, phải không? Cái này, chắc là biết. Lúc bà ấy nhảy xuống âm thanh rất lớn, đường phố yên tĩnh không người, hắn hẳn. Phu nhân Nguyệt Nhung lắp ba lắp bắp, những chi tiết này lúc ấy bà ta còn chưa nghĩ ra sẵn, vốn tưởng rằng có nhiều người ở đó như vậy, những chi tiết này sẽ không tra cứu. Bà ta hoàn toàn không phát giác được rằng suy nghĩ của bà ta đang bị Thương Mai dẫn dắt. Chương 120, lễ thân vương tới. Thương Mai không vạch trần sơ hở trong lời nói của bà ta, cũng không chờ bà ta nói xong. Liên tiếp tục hỏi, nếu vậy sau khi mẹ ta nhảy xuống xe ngựa bao lâu thì thị vệ của công chúa mới đuổi theo đến? Họ đến rất nhanh, có lẽ là sau khi chúng ta đi được khoảng hơn 10 trượng thì thị vệ liền đuổi theo tới. Phu nhân Nguyệt Nhung nhanh chóng đáp lời. Hạ thừa tướng vẫn luôn không lên tiếng, nghe được câu này, lớn tiếng nói, ngươi đừng để bị rối loạn suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, nhất định phải trả lời toàn bộ sự thật, không được nói láo nửa câu, biết không? Phu nhân Nguyệt Nhung bị ông ta quát một tiếng, đầu óc nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, vội vàng nói, không, không chỉ hơn 10 trượng, lúc ấy đầu óc ta có chút choáng váng, Oanh Nhiễm chăm sóc ta, chắc khoảng hơn 20 trượng thậm chí không chỉ thế. Thương Mai nhàn nhạt quét mắt qua hạ thừa tướng một cái, được, hơn 20 trượng, sau khi thị vệ đuổi tới có hỏi phu xe nhưng phu xe lại nói không biết mẫu thân ta bị rớt xuống. Tuy nhiên người mới vừa nói phu xe chắc có biết, trước sau mâu thuẫn, phu nhân giải thích như thế nào. Ánh mắt phu nhân Nguyệt Nhung có chút bối rối, cái này, ta cũng không phải hắn, làm sao biết hắn thấy không có thấy. Thương Mai bình thản nói một câu, được, coi như hắn không nhìn thấy, cũng không biết chuyện đã xảy ra trong xe ngựa, vậy thì có thể hủy bỏ khẩu cung của hắn. Phu nhân Nguyệt Nhung cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng vẫn gật đầu theo, đúng vậy, khẩu cung của hắn không đáng tin. Khóe môi Thương Mai lại khẽ cong, được, nói cách khác. Từ lúc mẹ ta rơi xuống xe ngựa đến công chúa chặn các ngươi lại là cách nhau hơn 20 trượng, hơn 20 trượng là bằng khoảng cách từ đây đến cửa lớn, đúng không? Phu nhân Nguyệt Nhung muốn trả lời đúng vậy, nhưng trong lòng biết tuyệt đối không phải chỉ là khoảng cách này, nhưng mà nếu trả lời là không phải,
như vậy sẽ chứng minh bà ta là thật sự đã ném Liên Thị xuống rồi. Bà ta ý thức được mình đã bị Thương Mai dẫn dắt, cầu cứu nhìn về phía Hạ Thừa Tướng. Hạ Thừa Tướng ho khan một tiếng, Lương Đại Nhân liền hiểu ý, nhìn Thương Mai hỏi, Hạ Thương Mai, hôm nay bổn quan là người hỏi, không phải ngươi. Mẹ ngươi là nhảy xuống hay là rớt xuống, đều không phải là điểm chính, bởi vì sau khi xuống xe ngựa vẫn còn có thể đứng lên, chứng minh thương thế không phải do ngã xe ngựa tạo thành. Mù càng không phải do vậy, mà nếu đã không phải là bởi vì thế gây ra thương tích thì việc ngươi đánh thứ mẫu tàn nhẫn, ác ý tổn thương thái tử phi tương lai như vậy là không có chút căn cứ nào, đây chính là tội ác vô cùng lớn. Mộ Dung Tráng Tráng nghe đến chỗ này, cười lạnh một tiếng, hừ, tối nay thật thú vị đó. Đại nhân tra án, còn phải nhìn sắc mặt thừa tướng nữa, hỏi cái gì chứ? Không cần nữa đâu, theo bổn cung nhìn thấy thì cứ trực tiếp đem Hạ Thương Mai lôi ra chém cho rồi, cũng đỡ lãng phí thời gian của mọi người. Thái phó, ngài nói có đúng hay không? Lương thái phó bị Mộ Dung Tráng Tráng chỉ đích danh, cười nói, công chúa nói sai rồi, xem mạng người như cỏ rác là một chuyện có ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, nhất là việc phát sinh ở tướng phủ. Người với ta không biết thì thôi, nhưng dính líu tới thái tử phi tương lai, cái này thì phải hỏi rõ. Tráng Tráng cười lạnh, thanh âm hết sức châm chọc, hỏi cho rõ, vậy thì hỏi đi, hỏi rồi sao? Chỉ hỏi Trần Nguyệt Nhung, còn hỏi ai nữa hả? Hỏi Nhiếp Chính Vương phi tương lai chưa? Hỏi thừa tướng phu nhân chưa? Hỏi người trong cuộc ở đó là bổn cung chưa? Lương đại nhân câu nào câu nấy đều là tội ác vô cùng lớn, cay nghiệt thiếu tình cảm, thế chẳng phải đã xác nhận Nhiếp Chính Vương phi tương lai có tội rồi sao, còn cần hỏi lại à? Mau hạ lệnh cho người bẩm lại với Nhiếp Chính Vương, nói rằng đám người các ngươi đang âm mưu ám hại Vương phi tương lai của người, bảo hắn đừng nhiều chuyện là được rồi. Lão phu nhân âm trầm nói, công chúa lúc nào cũng nhắc Nhiếp Chính Vương phi, ai không biết chắc cũng đều tưởng là thật. Có phải là thật hay không, các ngươi chờ mà xem. Theo bổn cung thấy, Nhiếp Chính Vương phi là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, nhưng mà thái tử phi thì chưa chắc đâu nha. Lão phu nhân, cẩn thận mình nhầm lẫn chân bảo đấy. Tráng Tráng nói đầy vẻ châm chọc. Hạ Oanh Nhiễm nghe được câu này, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn thái tử một cái, thấy thái tử mặt đầy chán ghét nhìn mình, nàng ta theo bản năng che mặt mình lại, cố sức nói, hoàng hậu nương nương đã ban hôn ta cho thái tử, công chúa đừng nói như thế được không? Lời này để cho bất kỳ người nào ở đây nói cũng thích hợp, duy chỉ có Hạ Oanh Nhiễm nói là không thích hợp nhất. Mộ Dung Tráng Tráng cười ầm lên một tiếng, thật xin lỗi, bổn cung lỡ lời. Hạ Oanh Nhiễm vẫn nhìn thái tử, chờ thái tử tỏ thái độ, nàng ta hy vọng thái tử có thể vì nàng ta nói một đôi lời, ít nhất, khẳng định với Mộ Dung Tráng Tráng rằng hôn sự của bọn họ đã được quyết định. Nhưng nàng ta rất thất vọng, bởi vì thái tử ngay cả nhìn cũng không nhìn, càng không nói đỡ cho nàng ta lấy một câu. Ngược lại, Lương Thái Phó lãnh đạm nói, công chúa, hoàng hậu nương nương nếu đã hạ chỉ rồi thì nhất định chính là sự thật, còn cái danh Nhiếp Chính Vương phi kia, đến bây giờ cũng chẳng qua chỉ là một lời nói suông vậy thôi mà. Ông ta không bị Mộ Dung Tráng Tráng và Thương Mai dẫn dắt sang chuyện khác, bởi vì ông ta nhìn ra hai người hiện đang giống như cố kéo dài thời gian, liền nói với Lương đại nhân, theo ngài thấy thì vụ án này nên xử như thế nào? Lương đại nhân nói, bẩm thái phó. Hôm nay căn cứ theo lời khai của phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư, kết hợp với lời đại tiểu thư và công chúa, có thể nhìn được ra sự thật cơ bản. Đại tiểu thư xác nhận phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư đẩy phu nhân xuống xe ngựa, thiếu chứng cớ, không đáng tin, mà việc đại tiểu thư đánh bị thương phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tiểu thư thì lại có thái tử cùng rất nhiều thị vệ làm chứng, người của y quán người có thể làm chứng, hạ quan cho là, án này tình tiết nghiêm trọng. Lời hắn còn chưa nói hết. Liền nghe bên ngoài truyền tới thông báo, Lễ Thân Vương đến. Lễ Thân Vương Mộ Dung Khải, hoàng tử thứ ba của tiên đế, được phong làm Lễ Thân Vương, hiện giờ đã kế thừa vị trí tộc trưởng của dòng họ Mộ Dung. Mọi người nghe y tới, cũng hơi biến sắc, ai cũng đều biết, vị Lễ Thân Vương này không hề làm hổ thẹn với tước hiệu của mình chút nào, cái gì cũng giữ vững thủ lễ, lễ vua tôi, lễ với già trẻ, lễ đối với thê thiếp, dùng một câu y học hiện đại mà nói thì chính là y là có chứng cưỡng bách nghiêm trọng. Phải đem tất cả thứ không hợp lễ phép chỉnh lại cho đúng đắn. Trong triều có rất nhiều người sợ hắn, nhưng cũng không ai dám đắc tội hắn, hắn tự có bản lãnh bức người. Hạ thừa tướng nhìn về phía Thương Mai, trong lòng thực nổi nóng, vốn tưởng rằng nàng chẳng qua là lấy Mộ Dung Tráng Tráng làm núi dựa. Bọn họ cho là Mộ Dung Tráng Tráng không đủ gây sợ hãi, bởi vì Mộ Dung Tráng Tráng chưa bao giờ quản chuyện gì, lại biết không nhiều về luật pháp Đại Chu, càng không thể nào vì Thương Mai làm việc thiên vị phạm pháp.
Thế mà không ngờ, nàng lại còn tìm cả Lễ Thân Vương đến nữa. Lễ Thân Vương dẫn hai tùy tùng đi vào, lúc vào tới cửa, y phân phó tùy tùng đứng bên ngoài cửa lớn, vốn đã bước vào trong, nhưng khi quay đầu nhìn lại thấy vị trí đứng hai người một trái một phải có chút sai lệch, liền lui về phía sau một bước, xếp tùy tùng bên trái rời lại một chút, cho đến khi hai người thoạt nhìn thấy tương đối không sai lệch chút nào mới đi vào. Lễ Thân Vương đi vào, mọi người không thể không đứng dậy làm lễ. Nhưng Lễ Thân Vương cũng không để ý, đi thẳng tới trước mặt Mộ Dung Tráng Tráng, quy quy củ củ chào một cái, tham kiến tiểu cô cô. Mộ Dung Tráng Tráng cười chúm chím nhìn y, lão tam, ngươi tới rồi à? Tiểu cô cô đã phân phó, ta không dám không đến. Lễ Thân Vương kính cẩn trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.